Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 67. Dương Bách Xuyên thầm cười hì hì trong lòng. Tự ông nhận tôi là sư đệ của ông đấy nhé, từ đầu đến cuối tôi không nói điều này. Nhưng anh cũng biết mình không thể tin lời Thủy Hoàng đế. Bất kể giữa ông ta và Lữ Xuân Thu có quan hệ gì, Dương Bách Xuyên chỉ tin tưởng bản thân mình và người thân thiết nhất. Bây giờ anh lá mặt lá trái như vậy cũng chỉ vì muốn biết một số chuyện của thần mộ viên, ngoài ra còn muốn nghe xem ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng đế muốn làm giao dịch gì. Giao dịch gì? Dương Bách Xuyên thản nhiên hỏi. Thần hồn của Thủy Hoàng đế trả lời, đừng để cho người bên Sơn Hải giới biết vị trí của thần mộ viên. Người nào của Sơn Hải giới? Dương Bách Xuyên hỏi. Thần cung Băng Tuyết, Âm Dương Tông, Bổ Thiên Cung, Tiêu Giao Cung. Thủy Hoàng đế lập tức nói ra bốn tông môn Dương Bách Xuyên đã từng nghe danh. Có thể nói bốn tông môn này đều có chút quan hệ với Dương Bách Xuyên. Thần cung Băng Tuyết là nơi Dương Bách Xuyên nhất định phải tìm, phải tới. Khi xưa anh nhận ơn truyền thừa của Tư Không Nguyên trong sơn động của Hầu Đậu Đậu ở quê, anh đã đồng ý với Tư Không Nguyên sẽ đi thần cung Băng Tuyết tìm người chuyển lời nhắn. Âm Dương Tông là thế lực đối địch với Dương Bách Xuyên ở Sơn Hải Giới. Bổ Thiên Cung rất có tiếng tăm ở Sơn Hải Giới, trước đây anh từng gặp Trích Tiên Tiểu Đường Đường của Bổ Thiên Cung trên đường đến núi La Phủ với Diệp Vô Tâm. Cuối cùng là Tiêu Giao Cung, tông môn của chị em họ Lục ở Sơn Hải Giới, hình như Lục Tuyết Hy còn là cung chủ Tiêu Giao Cung. Vẻ mặt của Thủy Hoàng đế dường như rất kiêng dè bốn tông môn này, chắc là thế lực Sơn Hải Giới phía sau ông ta hồi đó. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết mấy nghìn năm qua đi, có lẽ ngày xưa bốn thế lực này rất hùng mạnh, còn bây giờ thì tuyệt đối không lớn. Ít nhất anh biết Tiêu Giao Cung của Lục Tuyết Hy không lớn. Nếu Tiêu Giao Cung lớn mạnh như vậy, không đời nào có chuyện tông môn để cho một kim đan như Lục Tuyết Hy hồi đó làm cung chủ một cung. Trong bốn thế lực này, trước mắt Dương Bách Xuyên chỉ biết Bổ Thiên Cung rất hùng mạnh ở Sơn Hải Giới, Âm Dương Tông xếp thứ hai. Thần cung Băng Tuyết thì anh không thấy ai nhắc tới, Tiêu Giao Cung cũng vậy. Khó mà nói được đến giờ hai tông môn này còn tồn tại hay không. Đương nhiên cũng có khả năng những thế lực này đã ở ẩn, hoặc là cường giả Sơn Hải Giới chỉ có cấp bậc xuất khiếu chẳng qua là lời đồn, có cường giả mạnh hơn nhưng họ không muốn lộ diện mà thôi. Anh không tài nào hiểu nổi tại sao Thủy Hoàng đế phải e sợ những tông môn này như vậy, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có thể làm được điều kiện mà đối phương đưa ra, anh sẽ không đi khắp nơi tung tin. Thứ nhất là vì lúc trước anh đã hứa với Lữ Xuân Thu sẽ giữ bí mật về thần mộ viên. Thứ hai là vì anh công khai chuyện thần mộ viên chẳng khác nào tự rước phiền phức cho mình. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên gật đầu nói, nếu ta giữ bí mật không nói ra thì được lợi gì? Ta có thể nói cho người bí pháp tiến vào thần mộ viên. Ngoài ra còn cung cấp một thông đạo có thể đi thẳng từ thành Đại Tần đến Sơn Hải Giới. Chỉ có ta mới biết thông đạo này, Thủy Hoàng đế trả lời. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, được, ta đồng ý. Ngươi phải thề, thần hồn của Thủy Hoàng đế vội vàng nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ta xin thề với thiên đạo sẽ không tiết lộ vị trí của thần mộ viên cho bốn thế lực thần cung Băng Tuyết, Bổ Thiên Cung, Tiêu Giao Cung, Âm Dương Tông. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt, nói xong anh thầm bổ sung trong lòng, tự bọn họ biết thì không liên quan đến ta. Lúc này Thủy Hoàng đế mới nói, bí pháp tiến vào thần mộ viên nằm trên bia thần mộ, những ký tự kia là khẩu quyết bí pháp, nhưng phải nắm được quy luật. Ký tự trên bia thần mộ liên tục thay đổi, vì vậy không biết quy luật sẽ không vào được. Lữ lão tặc tốn mấy nghìn năm mới phá giải được. Bây giờ ta nói cho ngươi quy luật chuyển động của ký tự trên bia thần mộ. Nhưng vào thần mộ viên cần dùng sức mạnh thần hồn tác động đến ký tự trên đó, sau đó đảo ngược đựa theo vị trí chín cung. Nhớ là chỉ có đêm trăng tròn hàng tháng mới được. Còn thông đạo đến Sơn Hải Giới tại thành Đại Tần thì ở ngay trong Hoàng Cung, quanh năm có địa sát chi lực vận chuyển chống đỡ. Mở trận pháp bảo vệ là có thể truyền thống, còn là truyền tống hai chiều. Ngươi nói xong chưa? Dương Bách Xuyên hỏi, anh cứ cảm thấy Thủy Hoàng đế nói nửa thật nửa giả. Đương nhiên anh cũng không tin hoàn toàn, sau này anh sẽ kiểm chứng. Xong rồi, thần hồn của Thủy Hoàng đế đáp. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, người nghĩ lại xem có phải ngươi đã quên chuyện gì liên quan đến thần mộ viên, vẫn chưa nói cho ta biết không? Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Ánh mắt Thủy Hoàng đế lấp lóe.
Ha ha, nếu đã vậy, thì ngươi biến mất đi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên thúc giục Dương Thần há miệng nuốt chửng tia thần hồn cuối cùng của Thủy Hoàng Đế. Ngươi, khốn nạn, quả nhân đã nói hết cho ngươi, tại sao ngươi còn cắn nuốt thần hồn của quả? Thần hồn của Thủy Hoàng Đế còn chưa nói xong chữ cuối cùng đã chui vào bụng Dương Bách Xuyên. Ngươi tưởng anh đây ngu chắc, hồn ngọa nghiêu đã lỡ miệng nói có một đại ca canh giữ thần mộ viên. Ngươi không nói cho anh đây biết mối đe dọa lớn nhất chẳng phải vì muốn đánh lén sao? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm xong liền niệm trong đầu, nguyên thần ra khỏi trung tâm trận pháp của con rối tượng đồng, rơi xuống chỗ cách bia thần mộ 10 thước. Lúc này 12 con rối tượng đồng xung quanh đều bất động, hoàn toàn biến thành 12 tượng kim loại. Dương Bách Xuyên cười ha ha vung tay lên, 12 con rối tượng đồng bị anh thu vào trong không gian bình càn khôn. Bình càn khôn là chí bảo thần bí khó lường trên thế gian. Nhìn như dung hợp vào cánh tay của Dương Bách Xuyên nhưng thật ra chí bảo này thâm nhập vào linh hồn, không chỉ bám vào thân thể một cách hời hợt như vậy. Cho dù một ngày nào đó thân thể của Dương Bách Xuyên biến mất, chỉ cần thần hồn còn đó thì bình càn khôn vẫn tồn tại. Mặc dù không vào thần mộ viên, nhưng lấy được 12 con rối kim loại cũng hời to rồi. Điều quan trọng hơn cả là lần này hồn lực của hai thần âm dương đã tăng rất nhiều. Bây giờ... Sau khi hai thần âm dương hợp nhất đã có thể nhìn rõ đường nét gương mặt. Lúc trước hai thần âm dương xuất hiện chỉ là hư ảnh hình người mà thôi. Âm thần cắn nuốt một đám binh tướng quỷ tu, dương thần cắn nuốt 12 sợi thần hồn của Thủy Hoàng Đế trong 12 con rối tượng đồng, vì thế sức mạnh của hai thần âm dương đều tăng. Anh tự cảm nhận được rõ ràng. Sau khi thu 12 con rối tượng đồng, tâm trạng Dương Bách Xuyên rất tốt, anh đưa mắt nhìn ký tự trên bia thần mộ một lần nữa. Ngoài ba chữ to thần mộ viên kia, Dương Bách Xuyên không biết bất cứ một chữ nhỏ nào trong những ký tự chằng chịt còn lại. Theo những gì ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế nói, chữ nhỏ trên bia thần mộ là bí pháp tiến vào thần mộ viên, phải dựa theo cách đảo ngược chín cung dùng thần hồn tác động mới có thể mở ra cánh cửa thần mộ viên, đi vào trong. Dương Bách Xuyên đoán Thủy Hoàng Đế nói nửa thật nửa giả. Anh sẽ không thử ngay bây giờ, cũng không dám mạo hiểm. Cho dù Thủy Hoàng Đế nói thật, có thể mở ra thần mộ viên đi vào trong thì anh cũng không vào. Có trời mới biết tình hình bên trong thế nào. Lỡ như vào được mà không ra được thì khóc mù mắt luôn. Hơn nữa, nơi đây gọi là thần mộ, bên trong là nghĩa địa ắt có nhân vật nguy hiểm. Anh sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Hiện tại anh chỉ nghiên cứu thôi, chờ sau này thực lực tăng cao rồi đi thăm dò là được. Dương Bách Xuyên mang thái độ nghiên cứu. Đi về phía bia thần mộ. Một bước, hai bước. Khi anh đến gần bia thần mộ 3 mét, biến cố đột ngột xảy ra. Gừ. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên từ bia thần mộ. Dương Bách Xuyên cảm thấy hiện tại nguyên thần của mình đã đủ mạnh, nhưng một tiếng gầm này lại khiến anh có cảm giác sởn gai ốc, nguyên thần vỡ vụn. Ý thức trở nên mơ hồ, nguyên thần đau đớn như thể bị vạn kiếm đâm thủng. Khiến Dương Bách Xuyên không nhịn được hét to, á á á á. Trong tầm mắt anh, những ký tự trên bia thần mộ sáng chói mắt, một sinh linh đầu mọc sừng rồng, có râu rồng, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh xuất hiện. Một giây sau, nguyên thần của Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy lồng ngực như bị tảng đá to nện vào. Anh ngã sóng xoài ra đất, cả người như bị ngọn núi to đè lên. Trong lúc hoảng hốt, anh phát hiện thấy một móng vuốt khổng lồ dẫm lên người mình. Hay nói chính xác hơn là trên nguyên thần. Khi nhìn thấy sinh linh này, trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức xuất hiện hai chữ Kỳ Lân. Lúc này, nguyên thần của Dương Bách Xuyên run bần bật, một luồng hơi thở chết chóc chưa từng thấy bao phủ lấy anh. Đúng là Kỳ Lân, Dương Bách Xuyên không ngờ ở đây thật sự có sinh linh tối cao này bảo vệ, chắc hẳn là đại ca mà hồn ngọa nghiêu lỡ miệng nhắc tới. Nhưng bất kể thế nào, lúc này anh cảm thấy mình sắp chết rồi. Anh bị con thần thú Kỳ Lân này giẫm dưới móng vuốt, nó mạnh đến mức khí tức vô tận bao phủ trong lòng, anh hoàn toàn không có sức phản kháng. Dương Bách Xuyên cảm thấy cho dù Kỳ Lân chỉ dùng chút sức lực thôi, nguyên thần của mình sẽ hồn bay phách tán. Biến cố đột nhiên xảy ra làm anh không có thời gian phản ứng và đối phó. Bây giờ nghĩ lại, cho dù biết trong bia thần mộ có Kỳ Lân đi chăng nữa, anh cũng không có biện pháp đối phó. Dương Bách Xuyên chưa từng gặp loài thần thú trong truyền thuyết này, nhưng đã từng thấy trong điển tịch tu chân của sư phụ Vân Thiên Tà, vì vậy anh có thể khẳng định đây chắc chắn là Kỳ Lân.
Giống với hồn ngọa ngưu, con kỳ lân trước mặt cũng là trạng thái thần hồn, nhưng mạnh hơn con ngọa ngưu kia không biết bao nhiêu lần. Hiện tại anh cũng là nguyên thần cảnh giới xuất khiếu, vậy mà không có sức phản kháng trước khí linh thần thú này. Quá mạnh. Có cảm giác nguyên thần sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Hơi thở chết chóc trước nay chưa từng thấy bao phủ lấy Dương Bách Xuyên, khiến anh vô cùng chấn động và kinh hãi. Bây giờ anh đã hiểu tại sao trong mấy nghìn năm qua, rõ ràng Lữ Xuân Thu đã tìm được thần mộ viên nhưng lại không đi vào. Không phải Lữ Xuân Thu không có bí pháp phá giải để đi vào thần mộ viên, mà xem ra là ông ấy bị con thần thú kỳ lân này ngăn cản. Có sinh linh mạnh cỡ này canh cửa thần mộ viên, Lữ Xuân Thu không vào được cũng là chuyện bình thường. Mà lần này Lữ Xuân Thu có thể vào trong chắc là do đã tìm được biện pháp áp chế kỳ lân, hoặc là ông ấy đã đạt thành giao ước nào đó với kỳ lân chăng. Còn con ngọa ngưu canh giữ bên ngoài kia chắc chỉ góp mặt cho có mà thôi. Lúc này ý thức của Dương Bách Xuyên trống rỗng, trong đầu chỉ có một câu, anh đây sắp chết rồi. Growl. Kỳ lân thét dài, cái miệng to như chậu máu mở ra, thình lình nhắm tới Dương Bách Xuyên cắn nuốt. Mình sắp chết sao? Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại tựa như đã cam chịu số phận. Đối mặt với con kỳ lân mạnh mẽ này, anh không mảy may có ý nghĩ phản kháng, chủ yếu là dù muốn phản kháng cũng bất lực. Hiện tại nguyên thần của anh không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kỳ lân cắn nuốt mình. Đúng là báo ứng. Một giây trước anh còn vui vẻ cắn nuốt ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế, một giây sau bản thân sắp bị cắn nuốt. Tuy nhiên, kỳ tích thường xảy đến trong lúc tuyệt vọng. Ngay khi Dương Bách Xuyên cho rằng mình sắp bị kỳ lân nuốt chửng, ở sâu trong biển ý thức của anh bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm, sau đó cả nguyên thần bắt đầu nóng rực lên, một nguồn sức mạnh vô cùng quen thuộc phát ra từ trên người anh. Dương Bách Xuyên lập tức vui mừng. Kỳ lân phát ra một tiếng gào đáng sợ, sau đó trên người nó tỏa ra ánh sáng màu xanh, từng đốm sáng chui vào nguyên thần của Dương Bách Xuyên. Sau đó, kỳ lân cấp tốc lùi về sau trong nỗi sợ hãi, bay vèo trở về trong bia thần mộ, đồng thời một giọng nói kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ vang lên, tạo hóa. Càn khôn. Khi kỳ lân nói xong, người đã trốn vào bia thần mộ, dáng vẻ như gặp ma. Dường như chỉ có trốn vào trong bia thần mộ nó mới cảm thấy an toàn. Còn Dương Bách Xuyên thì cực kỳ khó hiểu. Sau một thoáng sửng sốt, cuối cùng anh đã hiểu ra chuyện này là thế nào. Trên người anh từ trong ra ngoài chỉ có một thứ khiến kỳ lân e sợ như vậy, đó là bình càn khôn. Mà kỳ lân đang trốn sau bia thần mộ cũng thốt lên đầy kinh ngạc tạo hóa. Càn khôn, điều này chứng tỏ nó biết lai lịch của bình càn khôn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hết sức ngạc nhiên. Đến giờ, chủ nhân trên danh nghĩa của bình càn khôn là Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết bình càn khôn là chí bảo gì, đẳng cấp ra sao. Ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà ở bên trong bình càn khôn cũng không biết lai lịch của nó. Nhưng bây giờ một con kỳ lân xuất hiện trên bia mộ thần bí này lại gọi tên tạo hóa càn khôn, lẽ nào bình càn khôn có liên quan đến kỳ lân hoặc là thần mộ viên? Trong lòng Dương Bách Xuyên tràn đầy nghi vấn. Cảm giác vừa rồi giống như bình càn khôn núp trong tận sâu linh hồn đã tự động bảo vệ chủ nhân khi đối mặt với sự cắn nuốt của kỳ lân. Khoảnh khắc bình càn khôn phản phệ, Dương Bách Xuyên thấy rất quen thuộc, cũng cảm nhận rõ bình càn khôn đã làm gì kỳ lân. Trong cú xoay ngược tình thế trong vanh ấy, hình như bình càn khôn đã xé mất một tảng thịt lớn trên thần hồn của kỳ lân, hơn nữa vẫn còn chưa thỏa mãn. Dương Bách Xuyên biết cảm giác này chính là bình càn khôn cắn trả lại. Chỉ tiếc là kỳ lân trốn thoát rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên thấy có sinh linh thoát khỏi tay bình càn khôn. Bình càn khôn đã thăng cấp mấy lần, bất kể là vật sống hay vật chết đều không thoát khỏi sự cắn nuốt của nó. Điều này đã được chứng minh từ chuyện bình càn khôn cắn nuốt linh hồn núi La Phù. Có thể nói kỳ lân là người đầu tiên. Xét từ một góc độ khác, điều này nói lên kỳ lân không tầm thường. Dương Bách Xuyên tỉnh táo lại, nhìn hư ảnh đáng sợ của kỳ lân trên bia thần mộ đầy ký tự lóe sáng. Anh thầm nói thật đáng tiếc, nhưng không dám ở gần bia thần mộ nữa. Con mẹ nó quá tà môn. Ngay cả một tấm bia cũng có kỳ lân vượt xa tưởng tượng của anh, ai mà biết được bên trong thần mộ viên thế nào. Dương Bách Xuyên từ từ lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với bia thần mộ. Lúc này, kỳ lân trên bia thần mộ lại lên tiếng, vô số năm tháng trôi qua, không ngờ ngươi vẫn xuất thế.
Lần trước chôn thần, lần này muốn chôn ai? Nghe Kỳ Lân trên bia thần mộ nói vậy, Dương Bách Xuyên im lặng đứng đó. Bây giờ anh vô cùng tò mò, cõi lòng cũng chấn động như rời sông lấp bể. Câu nói của Kỳ Lân quá kinh khủng. Lần trước chôn thần. Lần này chôn ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên không biết đối tượng mà Kỳ Lân nói tới là anh hay là bình càn khôn trong cơ thể anh. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng muốn nghe xem bình càn khôn có nói chuyện hay không. Rốt cuộc bình càn khôn là thứ gì, có lai lịch ra sao? Thật sự là anh vô cùng tò mò. Tiếc là, sau một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra. Sau khi bình càn khôn cắn trả lại, dọa Kỳ Lân rút lui, nó im hơi lặng tiếng tựa như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải hư ảnh của Kỳ Lân trên bia thần mộ vẫn còn đó, thì Dương Bách Xuyên sẽ cho rằng đây nhất định là ảo giác. Đồng thời anh cũng cảm thấy tiếc nuối vì bình càn khôn không nuốt chửng Kỳ Lân. Nếu nó nuốt chửng Kỳ Lân, nói không chừng bên trong bình càn khôn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, có lẽ sư phụ Vân Thiên Tà sẽ tỉnh lại. Tiếc là trên đời này không có nếu như. Kỳ Lân nói xong, bình càn khôn không có động tĩnh. Mặc dù tiếc nuối, nhưng ít nhất Dương Bách Xuyên có thể khẳng định bình càn khôn chắc chắn có liên quan đến Kỳ Lân hoặc thần mộ viên. Thôi vậy, thằng nhóc ngươi đi đi, thần mộ viên không phải nơi ngươi có thể động vào. Có lẽ, vị kia tự có sắp xếp, cố gắng tu luyện, tương lai sẽ có chỗ cho ngươi phát huy. Trên bia thần mộ truyền ra câu nói của Kỳ Lân, sau đó hư ảnh Kỳ Lân biến mất dạng, ngay cả ký tự trên bia thần mộ cũng không thấy nữa. Khi nhìn vào bia thần mộ chỉ là một tấm bia đá bình thường, không có gì thần bí. Lần này Dương Bách Xuyên hiểu Kỳ Lân đang nói với mình. Cho dù nó không nói thì anh cũng chuẩn bị rời đi. Con mẹ nó đáng sợ quá. Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh cảm thấy khi đối mặt với Kỳ Lân, chỉ cần đối phương động một ngón tay là mình sẽ hồn bay phách tán. Ngay cả một sinh linh canh cửa thần mộ viên cũng là Kỳ Lân có thực lực mạnh như vậy, thế thì bên trong thần mộ viên còn có thứ gì nữa? Dương Bách Xuyên không dám nghĩ tiếp. Đi thì đi, mặc kệ Thủy Hoàng Đế, Lữ Xuân Thu, Lữ Bất Phi gì đó, dù đánh chết anh cũng không đến nơi này nữa. Dương Bách Xuyên ôm lòng hoài nghi sâu sắc, rời đi không chút do dự. Anh đã gặp sinh linh mạnh mẽ trên thế gian, trong lòng hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện chăm chỉ. Hôm nay, dưới áp lực của Kỳ Lân, anh cảm thấy mình còn chẳng xứng là một con kiến hôi. Là một người tu chân theo tuổi thực lực tu vi ngút trời, đây là khát vọng cơ bản nhất. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ một ngày nào đó mình cũng phải đi đây đi đó tu luyện đến đỉnh cao, vượt trên Kỳ Lân. Sau khi ra ngoài từ thiên môn, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi. Mặc dù anh không thể vào trong thần mộ viên, cũng dám vào trong thăm dò, nhưng Thủy Hoàng Đế nói Hoàng Cung Thành Đại Tần có một thông đạo sơn hải giới, anh vẫn muốn đi nghiên cứu. Dù sao sau này anh đi đi về về đều cần thông đạo sơn hải giới. Tuy ở sa mạc có một cái, Lữ Xuân Thu cũng nói cho anh biết một cái. Thế nhưng vì an toàn của trái đất, anh bắt buộc phải phá hủy thông đạo ở sa mạc. Còn thông đạo mà Lữ Xuân Thu nói cho anh sẽ để lại cho đám vương tông nhân. Chẳng may sau này xảy ra biến cố không về được thì phiền phức. Cho nên, nếu như Thành Đại Tần thật sự có thông đạo sơn hải giới thì quả là chuyện tốt với Dương Bách Xuyên, anh định đi xem thử. Dương Bách Xuyên vừa đi ra, Mông Điềm mặc áo giáp bạc xuất hiện bên ngoài thiên môn 100 mét. Dương Bách Xuyên đi tới, thấy Mông Điềm cầm hai cuốn sách thẻ tre. Anh lập tức vui vẻ, chữ ký của thần tượng đó. Khi Dương Bách Xuyên đi tới bên cạnh Mông Điềm, thấy cơ thể đối phương hơi lảo đảo nhưng anh không để tâm. Anh không biết là Mông Điềm cực kỳ chấn động khi trông thấy mình vui vẻ ra khỏi thiên môn. Dương Bách Xuyên có thể ra ngoài đã đủ chứng minh thực lực của anh. Mông Điềm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước đã nhắc nhở Dương Bách Xuyên, xem như để lại ấn tượng tốt, có lẽ bây giờ đối phương ra ngoài sẽ không làm khó hắn và đám binh tướng quỷ tu. Thấy Dương Bách Xuyên đi tới, Mông Điềm lập tức dâng hai cuốn sách thẻ tre, tiền bối, đây là vãn bối viết, mời ngài xem. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, vung tay thu vào không gian bình càn khôn. Anh tìm Mông Điềm xin chữ là để thỏa mãn nguyện vọng hồi đi học mà thôi, cho nên không cần xem, đạt mục đích là được rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất là bảo Mông Điềm dẫn anh đi Hoàng Cung tìm thông đạo Sơn Hải.
Dương Bách Xuyên không phải người bảo thủ, lúc trước Mông Điềm tốt bụng nhắc nhở anh, bây giờ còn tặng chữ thỏa mãn nguyện vọng của anh sẽ không ăn cháo đá bát. Anh nhìn Mông Điềm và hỏi, người trở thành quỷ tu, vậy ngươi có công pháp tu luyện không? Thật ra Dương Bách Xuyên đã sớm nhìn ra Mông Điềm và quỷ tu toàn thành không tu luyện công pháp, bọn họ có tu vi hiện tại hoàn toàn là nhờ thành đại tần này có khí địa sát, tích lũy trong mấy nghìn năm qua. Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì muốn kết thiện duyên, không thể nói tặng liền tặng, ít nhất cũng phải khiến Mông Điềm ghi tạc trong lòng. Thưa tiền bối, vãn bối tự tu luyện, không có công pháp tu luyện quỷ đạo. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có muốn canh giữ ở đây suốt đời không? Dương Bách Xuyên bị Thủy Hoàng Đế đâm sau lưng một nhát, bây giờ anh muốn trả lại. Anh cảm thấy đám quỷ tu Mông Điềm ở lại nơi này hoàn toàn lãng phí. Thủy Hoàng Đế quá ích kỷ, bắt Mông Điềm và biết bao binh tướng chấn giữ thành Đại Tần chẳng khác nào chặt đứt tương lai của bọn họ. Không có công pháp tu luyện, chỉ hút khí M sát theo bản năng, Mông Điềm có thể đạt được tu vi cấp bậc Nguyên Anh quả là không dễ. Ngoài ra còn có nhiều binh tướng như vậy, trong đó có người đạt cấp bậc Kim Đan. Tất cả có thể chứng minh thiên phú tu luyện của bọn họ rất tốt. Nếu bọn họ vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy không đáng. Mông Điềm và các binh tướng quỷ tu này đã trở thành linh thể, nên dành cho họ một con đường rộng mở hơn. Mà Mông Điềm và các quỷ tu này đều là binh của Thủy Hoàng Đế. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nếu như mình tặng công pháp tu luyện cho bọn họ tức là có ơn truyền dạy, gián tiếp đào góc tường của Thủy Hoàng Đế. Như vậy cũng xem như trả mối thù Thủy Hoàng Đế không nhắc nhở anh bia thần mộ có kỳ lân. Mông Điềm thoáng sửng sốt, không hiểu ý của Dương Bách Xuyên. Thật sự là hắn chưa từng nghĩ đến việc này, ánh mắt dưới mặt nạ lộ vẻ mờ mịt. Hắn gần như là trả lời Dương Bách Xuyên theo bản năng, vãn bối nghe lệnh Thủy Hoàng bệ hạ trấn giữ thành Đại Tần, tất nhiên là vĩnh viễn trấn giữ ở đây. Dương Bách Xuyên thầm trợn mắt, đúng là phen não tàn. Nhưng anh đã quyết định hãm hại Thủy Hoàng Đế thì ắt có cách. Mông Điềm à, ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết Thủy Hoàng Đế bệ hạ đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi, hắn còn nhắn lại bảo các ngươi sau này tự tìm lối ra. Tên họ Dương nào đó mở chế độ lừa gạt, anh không trông chờ Mông Điềm sẽ tin, có thể gieo một hạt giống vào lòng đối phương đã đủ rồi. Hơn nữa anh còn tặng công pháp, anh chắc chắn rằng sau khi Mông Điềm tu luyện sẽ đưa ra lựa chọn. Quả nhiên sau khi anh lừa gạt xong, Mông Điềm không trả lời, rõ ràng là không tin. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được dao động thần hồn của hắn, chứng tỏ hắn đã có suy xét, mục đích đã đạt được. Lúc này Dương Bách Xuyên không nói nữa, cứ để cho Mông Điềm từ từ suy nghĩ vấn đề là được rồi. Anh nói sang chuyện khác, Thủy Hoàng Đế nhắn lại trong Hoàng Cung có thông đạo Sơn Hải. Nó ở đâu, dẫn ta tới đó. Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu, Thủy Hoàng Đế còn nói sau này các ngươi có thể đến Sơn Hải giới từ thông đạo này, tuyệt đối không được vào trong thiên môn, đám quỷ tu các ngươi vào đó sẽ gặp kết cục tan thành mây khói. Các ngươi có thể đi Sơn Hải giới, nhưng không được tiết lộ sự tồn tại của nơi này. Dương Bách Xuyên nói đến cuối câu, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Lần này Mông Điềm không nhìn thấu. Giọng điệu của Dương Bách Xuyên quá nghiêm túc làm cho hắn không phân biệt được đây có phải là lời dặn dò của Thủy Hoàng Đế hay không. Lẽ nào đúng là Thủy Hoàng nhắn nhủ? Mông Điềm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn trả lời Dương Bách Xuyên, vãn bối không biết Hoàng Cung có thông đạo Sơn Hải, nhưng biết Hoàng Cung có một nơi Thủy Hoàng Đế cấm tự ý xông vào. Tiền bối hãy đến đó kiểm tra xem, nếu có thông đạo Sơn Hải giới thì chắc là ở đó. Ở đâu? Dương Bách Xuyên hỏi. Nghĩ cũng phải, thần hồn của Thủy Hoàng Đế nói chỉ có một mình ông ta biết thông đạo Sơn Hải giới trong Hoàng Cung, Mông Điềm không biết cũng là bình thường. Nhưng nếu là nơi Thủy Hoàng Đế cấm tự ý xông vào thì chắc hẳn là vị trí thông đạo Sơn Hải giới. Thưa tiền bối, là cung ly, Mông Điềm đáp. Dẫn đường đi, giọng điệu của Dương Bách Xuyên có chút nghi ngờ. Khi đi theo Mông Điềm, anh nghĩ cung ly có phải là hậu cung không? Anh bèn hỏi, cung ly có phải là hậu cung không? Đúng là hậu cung, nhưng mấy nghìn năm qua chưa có ai đến cung ly, chắc là một cung điện trống. Mông Điềm trả lời. Trong lúc hai người nói chuyện, Mông Điềm dẫn Dương Bách Xuyên tới trước một cung điện rồi nói, tiền bối, đây là cung ly. Theo quy tắc vãn bối không thể vào trong, mong tiền bối thứ lỗi. Dương Bách Xuyên gật đầu, không ép buộc. Anh nói với Mông Điềm, ta quen ngươi cũng coi như duyên phận.
hôm nay ta tặng ngươi một bộ công pháp, có thể đạt thành tựu hay không thì phải xem vận may của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ là sau này nếu may mắn gặp người có công pháp này mà thuộc của vân môn ta thì hãy kết thiện duyên. Sau khi dặn dò một hồi, Dương Bách Xuyên búng ngón tay, đưa phong đô quyết vào ý thức của Mông Điềm, sau đó xoay người đi vào trong cung ly. Những việc nên làm anh đã làm cả rồi, anh không biết tương lai sẽ có tạo hóa và biến hóa gì, nhưng anh lờ mờ cảm thấy nên tặng phong đô quyết cho Mông Điềm. Chấm chấm chấm. Thật ra cung ly là một cung điện lớn có diện tích gần 100 mét vuông, không phải là cung điện lầu các. Trong không gian dưới lòng đất có một cung điện rộng 100 mét vuông như vậy đúng là không đơn giản. Khi tới trước cửa cung ly, Dương Bách Xuyên cảm nhận được sức mạnh của trận pháp. Có điều ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế đã nói cho anh biện pháp đi vào trận pháp này, và lại anh cũng am hiểu trận pháp. Anh quan sát trước, thấy rằng biện pháp vào trận mà thần hồn của Thủy Hoàng Đế dạy cho anh không sai. Dương Bách Xuyên bước vào trận pháp. Sau một thoáng hoảng hốt, chân đã chạm đất, anh phát hiện mình xuất hiện trong đại sảnh sơn cốc. Khác với cung điện nhìn từ bên ngoài, không ngờ sau khi tiến vào trận pháp, anh không tới cung điện mà lại tới đại sảnh sơn cốc. Cả đại sảnh sơn động rất lớn, thoạt nhìn khoảng 200 mét vuông. Trong đại sảnh có hoa có cỏ, còn có chòi nghỉ mát và núi giả, một dòng sông nhỏ bao quanh chòi nghỉ mát. Ở một phía khác có treo màn lụa màu trắng, trông giống như phòng ngủ. Dương Bách Xuyên đi từng bước đến đó, nhìn thấy bàn đá, ghế đá, dụng cụ pha trà. Đầy đủ mọi thứ. Nhìn tổng thể, cách trang trí của cả đại sảnh mang đến cho anh cảm giác đây là nơi ở của một người phụ nữ. Lẽ nào đây đúng là hậu cung của Thủy Hoàng Đế? Dương Bách Xuyên vừa lẩm bẩm vừa nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy có bất kỳ sinh linh nào. Chấm. Xem ra đây là một cung điện trống. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm đi tới cuối đại sảnh. Anh ngước mắt nhìn thì trông thấy một bức tranh trong góc đại sảnh. Anh lập tức bị thu hút. Trong tranh là một cô gái mặc trang phục thời Tần. Điều quan trọng là tên họ Dương nào đó lập tức bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của cô gái trong tranh. Tuy chỉ là một bức tranh nhưng rất sinh động và có linh khí như sắp sống dậy. Nhất là đôi mắt, nhìn từ góc độ nào anh cũng cảm thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình. Đối diện với bức tranh này, anh không khỏi đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Đối với một người cảnh giới xuất khiếu như anh, đáng lẽ không nên xảy ra chuyện này. Nhưng cô gái trong tranh thật sự rất đẹp, mà nói chính xác hơn là quyến rũ, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy không thể miêu tả gương mặt xinh đẹp của cô gái bằng lời. Cuối cùng, trong đầu anh nhảy ra ba chữ tiên trong tranh. Anh cho rằng cô gái xinh đẹp nhường này chỉ có trời sinh, là tiên nữ hạ phàm. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy một dòng chữ nhỏ bên dưới, nhỏ vô cùng, nếu không phải nguyên thần mạnh mẽ thì anh sẽ không nhìn thấy. Trong lòng dục dịch, Dương Bách Xuyên bước tới xem. Khi tới gần Dương Bách Xuyên mới thấy chữ nhỏ trên bức tranh là thể chữ triện viết, Tần Ly Phi, Hiên Viên Lệ. Đọc đến đây Dương Bách Xuyên biết cô gái trong bức tranh hẳn là Ly Phi của Thủy Hoàng Đế, tên là Hiên Viên Lệ. Lúc này Dương Bách Xuyên hơi ghen tị. Lẩm bẩm một câu, cải trắng ngon đều bị heo ăn mất. Nhưng anh cũng thấy kỳ lạ, sao lại không thấy người trong tranh nhỉ? Lẽ nào đây chỉ là một cung điện trống mà Thủy Hoàng Đế xây riêng cho Lệ Phi? Hay là Thủy Hoàng Đế yêu đơn phương? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy có khả năng này, nhất thời trong lòng thoải mái hơn nhiều. Anh nhìn bức tranh tiên nữ treo trên tường, hay nói chính xác hơn là tranh vẽ Hiên Viên Lệ. Sau đó lẩm bẩm một mình, thật muốn tận mắt nhìn thấy dung mạo của cô gái xinh đẹp này. Nói xong anh cười hì hì vẫy tay thu bức tranh Hiên Viên Lệ vào trong không gian bình càn khôn. Sau khi thu bức tranh, Dương Bách Xuyên phát hiện từng ký hiệu pháp trận trên tường. Anh nhìn một lúc rồi cười ha ha, thì ra đúng là trận pháp truyền tống không gian Sơn Hải giới. Trận pháp truyền tống này giống trận pháp Sơn Hải trong rừng Hồ Dương ở sa mạc hồi trước. Dương Bách Xuyên biết Thủy Hoàng Đế không lừa mình chuyện thông đạo Sơn Hải, lập tức yên tâm. Sau đó, anh dẹp đường về phủ. Sau khi ra ngoài, anh nói cho Mông Điềm phương pháp tiến vào trận pháp ở cung ly, ngoài ra còn dặn Mông Điềm truyền dạy phong đô quyết cho các binh tướng khác tu luyện. Về phần Mông Điềm có muốn rời khỏi nơi này đến Sơn Hải giới hay không thì phải xem chính bản thân hắn. Những việc nên làm đều đã làm xong, thiện duyên với Mông Điềm trong tương lai cũng đã kết.
Nguyên thần của Dương Bách Xuyên bay lên, trở về cơ thể. Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy Lục Tuyết Hy lo lắng ra mặt. Tiên sinh, Lục Tuyết Hy vui mừng gọi, cuối cùng cũng hết lo lắng. Tôi không sao, chúng ta phải đi thôi. Dương Bách Xuyên đứng dậy, nhếch miệng cười với Lục Tuyết Hy. Sau đó hai người rời đi. Bởi vì Lục Tuyết Hy không vào thành nên Dương Bách Xuyên kể cho cô ta nghe chuyện thiên môn, bia thần mộ và thần hồn của Thủy Hoàng Đế trong thành Đại Tần. Đương nhiên là anh không kể chuyện Bình Càn Khôn bảo vệ chủ nhân. Trong mắt đám người Lục Tuyết Hy, Bình Càn Khôn chỉ là pháp bảo đựng đồ của Dương Bách Xuyên, bọn họ không biết Bình Càn Khôn không chỉ là một chí bảo không gian đơn giản như vậy. Lục Tuyết Hy nghe xong cũng thổn thức không thôi. Khi nghe đến đoạn Kỳ Lân đi ra từ bia thần mộ, Dương Bách Xuyên suýt mất mạng, cô ta cũng đổ mồ hôi lạnh thay Dương Bách Xuyên. May mà mình không vào thành, nếu không hậu quả khó lường. Mặt khác, Lục Tuyết Hy cũng tạm thời gác lại ý tưởng đi thần mộ viên. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng suýt mất mạng, trong đó còn có thần thú Kỳ Lân, với chút tu vi này cô ta vào trong chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vẫn nên đến Sơn Hải giới chăm chỉ tu luyện thì hơn. Tìm được Lăng Thủy Hoàng và đến xem tận mắt cũng coi như hoàn thành tâm nguyện rồi. Sau khi hai người đi ra ngoài, bên ngoài đã là buổi trưa ngày hôm sau. Dương Bách Xuyên cười khổ, mau về thôi, hôm nay là ngày rời đi, trước đó tôi đã bảo đám người giới võ cổ đợi ở sa mạc, nếu không thấy chúng ta xuất hiện e là sẽ hỗn loạn. Thế này nhé, cô về Vân Môn trước đi, tôi đến thẳng sa mạc đưa các võ cổ giả vào Sơn Hải giới rồi trở về tìm mọi người. Cũng được. Ngài cẩn thận nhé, Lục Tuyết Hy đáp. Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy lời quan tâm từ Lục Tuyết Hy. Nếu em gái cô ta là Lục Phú Thư nói ra câu này thì Dương Bách Xuyên không cảm thấy kỳ lạ chút nào, nhưng nghe thấy lời quan tâm từ Lục Tuyết Hy đúng là không dễ. Không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, Dương Bách Xuyên khẽ đáp ừ, sau đó linh thức lập tức trải rộng nghìn dặm, một giây sau đã đi xa ngàn dặm. Sau thời gian 10 hơi thở, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện trong sa mạc. Linh thức bao phủ một vòng, anh phát hiện tất cả các môn phái võ cổ giả lấy Côn Luân dẫn đầu, những người đạt tu vi kim đan đều đã tới thông đạo Sơn Hải giới trong rừng Hồ Dương. Lần này thời gian đi đường nhanh hơn bình thường gấp 3 lần là ít. Điều đáng nói nhất là chân khí trong cơ thể tiêu hao không tới 1/3, tính ra thì anh đi được gần vạn dặm đường. Bình thường anh dùng linh thức thần thông đi vạn dặm đường phải tốn ít nhất 7 phần chân khí trong cơ thể, còn lần này chỉ tốn chưa tới 1/3. Dương Bách Xuyên biết nguyên nhân là vì thực lực của hai thần âm dương tăng lên sau khi cắn nuốt binh tướng quỷ tu thành Đại Tần và ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế. Đây là một bước tiến đáng mừng. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong lòng, một giây sau đã xuất hiện trước mặt hơn 100 võ cổ giả. Chào Dương môn chủ. Từng lời chào hỏi đầy cung kính vang lên. Hiện giờ uy danh của Dương Bách Xuyên trong giới võ cổ trái đất đã đạt đến đỉnh cao. Kể từ sau khi Dương Bách Xuyên dùng uy lực sấm sét như hô mưa gọi gió giết tu sĩ Sơn Hải giới lần trước, cả giới võ cổ không còn ai không sợ anh, bất kính với anh. Dương Bách Xuyên không nói nhiều. Nhìn từng ánh mắt nóng bỏng, anh biết những võ cổ giả này rất tò mò về thế giới xa lạ Sơn Hải giới, chỉ hận không thể tới đó ngay bây giờ. Sau đó, Dương Bách Xuyên chắp tay nói với mọi người, thưa các vị, những gì cần dặn dò tôi đã dặn dò cả rồi, các vị có gặp cơ duyên ở Sơn Hải giới hay không thì phải xem vận may của mình. Tôi đã nói rồi, thế giới tu chân Sơn Hải rộng lớn hơn trái đất nhưng cũng tàn khốc hơn, các vị vào đó phải cẩn thận. Dương Mỗ có chút quan hệ với Thành Tán Tu, sau này mọi người gặp khó khăn có thể đến Thành Tán Tu tìm tôi. Vẫn là câu nói đó, mọi người vào Sơn Hải giới đều là người một nhà. Đến từ trái đất. Hy vọng mọi người đoàn kết, như vậy mới có thể sống tốt hơn ở một nơi cá lớn nuốt cá bé như Sơn Hải giới, tìm kiếm con đường cho riêng mình, bước lên một tầng cao mới trên con đường tu chân. Dương Bách Xuyên nói xong, mọi người đồng thanh hô, chúng tôi xin ghi nhớ lời chỉ dạy của Dương môn chủ, nhất định sẽ đoàn kết giúp đỡ nhau. Vậy thì tốt, mọi người chờ tôi mở trận pháp. Dứt lời Dương Bách Xuyên giơ tay chạm vào phong ấn của thông đạo truyền tống. Thông đạo của trận pháp truyền tống Sơn Hải giới hiện ra trước mặt mọi người. Trước cái nhìn chăm chú của hơn 130 võ cổ giả, mà hiện tại phải gọi là người tu chân, Dương Bách Xuyên tung 9 viên linh thạch vào trận pháp. Ánh sáng trắng lập tức nở rộ, trận pháp truyền tống khởi động.
Thưa các vị, mỗi lần 9 người vào trong trận pháp truyền tống, chúng ta gặp lại ở thành Tán Tu Sơn Hải Giới. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho mọi người đi vào trận pháp. Sau đó, 9 người vào một lần, sau hơn 10 lần, tất cả mọi người đều biến mất ở thông đạo. Đến lúc này, võ cổ giả trái đất đã bước vào võ đài Sơn Hải Giới. Sau khi mọi người rời đi, Dương Bách Xuyên đột nhiên thúc giục chân khí tung ra liên tiếp 3 đòn thần thông thủ cốt thông tí viên hầu. Rầm rầm rầm. Sau 3 tiếng nổ rung trời, trận pháp truyền tống Sơn Hải Giới ở rừng Hồ Dương trong sa mạc đã hoàn toàn bị phá hủy. Dù sao anh cũng không định rời đi từ nơi này, hiện giờ vẫn còn ít nhất 2 thông đạo đi vào Sơn Hải Giới. Trong mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng, anh bước ra một bước, biến mất không còn tăm hơi. Mấy phút sau anh đã về tới phòng khách khu nhà chính Vân Môn. Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện, lập tức cười ha ha nhìn mọi người trong phòng khách, mọi người chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị ổn thỏa rồi thì chúng ta lên đường đến Sơn Hải Giới thôi. Lúc này, người thân bạn bè của mấy người phụ nữ, Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị, ông Vương dẫn theo Vương Kiêm ra. Đều đến rồi, tổng cộng gần 20 người. Triệu Nam đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên và nói, không thấy Thanh Mai đâu. Không thấy ư, cô ấy lưu luyến bên ngoại, lại đi tạm biệt rồi hả? Dương Bách Xuyên sửng sốt hỏi. Không phải, hôm qua cô ấy mới từ bên ngoại về, nhưng hôm nay lúc tập hợp cô ấy lại không xuất hiện. Em đến phòng xem thử cũng không thấy người đâu, chăn lạnh ngắt, chắc là tối qua cô ấy đã ra ngoài, bây giờ nên về rồi mới phải. Em gọi điện thoại thì thấy tắt máy. Triệu Nam lo lắng nói. Sắc mặt Dương Bách Xuyên xa sầm, anh hiểu rõ cô nhóc bộ Thanh Mai kia, ngây thơ lương thiện, luôn là con ngoan trong nhà. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong mấy người phụ nữ nên Dương Bách Xuyên rất nuông chiều cô. Anh hiểu bộ Thanh Mai, cô tuyệt đối không phải loại người không biết nặng nhẹ. Thấy Triệu Nam lo lắng như vậy, Dương Bách Xuyên biết chắc là bộ Thanh Mai đã xảy ra chuyện. Tâm trạng bỗng trở nên cáu kỉnh, anh hỏi Triệu Nam, em gọi điện cho nhà cô ấy chưa? Gọi được cho ai em đã gọi cả rồi, đều không có. Ngoài ra em còn liên lạc với chính phủ nhờ tìm người. Lão Kỳ và Đại Nghị cũng sai người Vân Môn đi tìm rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Triệu Nam suy nghĩ và làm việc rất chu toàn. Tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch, trên người bất giác tỏa ra sát khí, anh gằn giọng nói, hôm nay tạm thời không đi nữa, mọi người ra ngoài tìm kiếm, vận dụng tất cả thế lực có thể sử dụng, nhất định phải tìm thấy Thanh Mai. Anh vừa dứt lời, Trần Bảy Roi chạy từ ngoài cửa vào, có tin tức của cô Thanh Mai rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Bảy Roi, mà Trần Bảy Roi vừa bước vào đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên trở lại, hắn vội vàng bước tới, đệ tử Vân Môn chúng ta điều tra được. Đêm qua cô Thanh Mai đã gặp một người phụ nữ tại quán cà phê ở thị trấn, video giám sát đã được gửi tới. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một cái máy tính bảng, mở video đưa cho Dương Bách Xuyên xem. Sau khi mở video, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bộ Thanh Mai đang nói gì đó với một người phụ nữ đeo kính râm, nhìn dáng vẻ nói chuyện của cô có vẻ kích động, giống như rất tức giận với người phụ nữ đối diện. Mà người phụ nữ đeo kính râm kia mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác vô cùng quen thuộc, trông cũng quen mắt, nhưng vì đối phương đeo kính nên trong lúc nhất thời, anh cũng không nhận ra được là ai. Video giám sát không có âm thanh, vậy nên không nghe được hai người họ đang nói gì. Được khoảng mấy phút thì hai người đứng dậy muốn rời đi. Ngay lúc người phụ nữ đeo kính râm đứng dậy rời đi, lúc ngang qua video giám sát, khoảng cách gần và hình ảnh rõ ràng hơn nhiều, trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ tới một người. Dương Bách Xuyên không nhịn được, anh nhìn vào người phụ nữ đeo kính râm trong video lạc giọng nói, Trương Thiến. Trong nháy mắt, hình ảnh trong đầu Dương Bách Xuyên rõ nét hơn nhiều. Người phụ nữ đeo kính râm trong video giám sát rất giống với Trương Thiến, anh chắc chắn đây chính xác là cô ta. Vậy là đúng rồi, Trương Thiến và bộ Thanh Mai là bạn tốt cùng quê, năm đó Trương Thiến cũng đi cùng bộ Thanh Mai tới Vân Kỳ phỏng vấn. Khi ấy, Trương Thiến chỉ đơn giản là đi cùng mà thôi, còn bộ Thanh Mai được Dương Bách Xuyên trực tiếp giữ lại, sau khi Trương Thiến biết được Dương Bách Xuyên là chủ tịch của Vân Kỳ thì cô ta cũng ở lại luôn. Cô Trương Thiến kia quá mưu mô và tham vọng, Dương Bách Xuyên cũng không thích nên đã sắp xếp cho cô ta làm lễ tân, hơn nữa còn dặn dò Lưu Thích Kỳ, Trương Thiến là người có dã tâm, chỉ cần dùng đúng người,
miễn cô ta có năng lực thì anh cũng không để ý đến việc giao cho cô ta một chức vị trong công ty. Sự thật đã chứng minh, trong quá trình phát triển về sau của Vân Kỳ, Trương Thiến quả thật có năng lực, hơn nữa còn tìm được cho mình chỗ đứng trong Vân Kỳ. Bộ Thanh Mai có địa vị rất cao là thư ký chủ tịch của Vân Kỳ bởi vì cô là người được Dương Bách Xuyên xem trọng. Sau này, quan hệ của Dương Bách Xuyên và Bộ Thanh Mai tiến thêm một bước, điều này khiến Trương Thiến cảm thấy ghen ghét. Sau một lần uống rượu, người phụ nữ tâm cơ như Trương Thiến lại dám bỏ thuốc Dương Bách Xuyên, cô ta muốn lăn giường với anh. Dương Bách Xuyên biết trong lòng của Trương Thiến khi đó hoàn toàn là vì đố kỵ với Bộ Thanh Mai, cô ta muốn ngủ với anh để chứng minh cho Bộ Thanh Mai thấy, Trương Thiến này không thua kém gì Bộ Thanh Mai, thậm chí còn muốn có được địa vị cao hơn ở Vân Kỳ. Chỉ đáng tiếc, người nào đó họ Dương, mặc dù yêu cái đẹp nhưng anh không phải kiểu người dễ dàng trao tình cảm cho một ai đó. Đối với phụ nữ, Dương Bách Xuyên quan tâm đến cảm xúc nhiều hơn. Trái ngược nhau, Dương Bách Xuyên cực kỳ chán ghét với những hành động mưu mô, không từ thủ đoạn của Trương Thiến khi đó. Khung cảnh năm ấy hiện về trong tâm trí anh, tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Đêm đó, sau khi Trương Thiến bỏ thuốc anh, cô ta lột sạch quần áo bản thân mình, nhưng Dương Bách Xuyên lại không chút khách khí mà chán ghét bỏ đi, không để cho Trương Thiến thực hiện được mưu kế. Anh vẫn nhớ, hôm đó cô ta gào lên đầy giận dữ với anh, tôi thua kém Bộ Thanh Mai ở chỗ nào. Trong mắt của anh tôi tệ như vậy sao? Ngay cả nhìn thôi cũng không muốn, Dương Bách Xuyên tôi hận anh nhất định sẽ hối hận. Hình ảnh khi đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, kể từ sau ngày hôm đó, Trương Thiến đã từ chức và rời khỏi Vân Kỳ, khi ấy, Dương Bách Xuyên cũng không để ý, nói cho cùng thì Trương Thiến chỉ là một người bình thường mà thôi. Hơn nữa, anh không thích những người phụ nữ mưu mô, Trương Thiến cũng không phải kiểu người mà anh thích, hoàn toàn không có chút cảm giác nào với cô ta. Mà hiện tại, tâm trạng Dương Bách Xuyên như chìm tới đáy, có thể tưởng tượng, Trương Thiến xuất hiện ở thời khắc quan trọng, còn lặng lẽ hẹn Bộ Thanh Mai ra ngoài, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Chuyện xảy ra năm đó, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nói với Bộ Thanh Mai, sau khi Trương Thiến rời đi, Bộ Thanh Mai còn khóc, cũng đi tìm cô ta. Chỉ là từ đó về sau bọn họ không có tin tức gì của Trương Thiến nữa. Đối với Bộ Thanh Mai mà nói, bạn tốt Trương Thiến xuất hiện sau hơn 10 năm, sau đó liên hệ với cô ngốc ngây thơ như Bộ Thanh Mai chắc chắn sẽ đi, sự thật đúng là như vậy. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ, Trương Thiến bởi vì ghen ghét với Bộ Thanh Mai mà biến thành hận, mà cô thì vẫn không hề hay biết. Hồi tưởng lại một số chuyện năm đó, Dương Bách Xuyên chỉ sợ Trương Thiến vì báo thù mình mà sẽ làm hại tới Bộ Thanh Mai. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên không ném được tức giận. Ngay tức khắc, Dương Bách Xuyên không còn tâm trạng để xem video mà Trần Bảy Roi điều ra được, anh hỏi thẳng, tìm thấy người chưa? Trần Bảy Roi xấu hổ nói, người của tôi đã kiểm tra video giám sát của toàn huyện, cuối cùng xác định cô Thanh Mai và người phụ nữ kia đã ra khỏi thị trấn, đi về phía Tây. Bọn họ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, tin là sẽ có kết quả sớm thôi. Lúc này, Dương Bách Xuyên không nhịn nổi nữa, anh nói với tất cả mọi người, chia nhau đi tìm, năm xưa Trương Thiến ghi hận với tôi và Thanh Mai, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Dứt lời, Dương Bách Xuyên thả linh thức, một giây sau anh đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi phía đông thị trấn, anh không yên tâm ở thời điểm này. Lúc trước, anh đã từng giết chết rất nhiều loại người có tâm địa xấu xa. Khó tránh khỏi có người lọt lưới nhân cơ hội trả thù, nói không chừng Trương Thiến còn là một con cờ trong tay người khác. Trong lòng Dương Bách Xuyên ngập tràn sát ý, anh hận nhất là liên lụy tới người nhà. Khi linh thức cường đại điên cuồng tản ra, toàn bộ thị trấn đều bị bao phủ trong linh thức của anh, Dương Bách Xuyên nhắm mắt, bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách một. Đây là lần đầu tiên anh không thể nhìn thấy bóng dáng của Bộ Thanh Mai trong linh thức, dù sao thì rất khó để tìm một người trong số mấy chục vạn người. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề bỏ cuộc, anh tiếp tục tìm kiếm, cho dù là có một manh mối anh cũng sẽ không bỏ qua, theo lý mà nói, qua một buổi tối, nếu như đối phương muốn dẫn Bộ Thanh Mai đi thì bọn họ sớm đã rời khỏi thị trấn rồi. Nhưng người mang Bộ Thanh Mai đi là Trương Thiến, người phụ nữ này hiểu rất rõ sức mạnh của quốc tế Vân Kỳ, chạy xa là điều không thực tế, cách tốt nhất là nấp ngay dưới mí mắt sẽ an toàn hơn. Vì thế Dương Bách Xuyên tìm trong thị trấn trước. Sau khoảng chừng 10 phút không thu hoạch được gì, cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cùng tìm thấy một nơi có khả năng trong linh thức,
anh cảm nhận được linh khí dao động, ở một khu vực thung lũng cách thị trấn 60 dặm. Nhìn qua thì nơi này có vẻ như là một nhà máy đã bỏ hoang rất nhiều năm, nhà máy này khai thác cát từ một con sông nhỏ, anh có thể nhìn thấy vô số hố cát từ trong linh thức. Mà linh khí chỉ dao động ở nơi này, một hang động ở lòng chảo ven sông. Dương Bách Xuyên chỉ cần nghĩ tới nhà máy rửa cát, một giây sau anh đã xuất hiện trước cửa hang động. Hang động này không hề sâu, chỉ hơn 10 mét mà thôi, linh khí dao động gợn sóng truyền từ trong ra ngoài, Dương Bách Xuyên bước thẳng vào. Nhìn bên trong có dấu bước chân, có vẻ như là vết chân của phụ nữ, ngoài ra còn dấu chân lớn của đàn ông, có một bình nước rơi trên mặt đất, rõ ràng nơi này từng có người. Hang động chưa tới 20 mét vuông không có lấy một bóng người, Dương Bách Xuyên vừa bước vào đã nhìn thẳng về nơi phát ra linh khí dao động, nhưng thứ anh nhìn thấy lại là một tảng đá phản chiếu. Linh khí dao động tản ra từ tảng đá này, loại đá rất hiếm gặp trên trái đất, nhưng lại có rất nhiều ở Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên biết linh thạch này ghi lại hình ảnh, có tác dụng giống như camera, đây là loại linh thạch mà tu chân giả thường xuyên sử dụng. Trong lòng khẽ động, Dương Bách Xuyên rót linh thức vào trong đá phản chiếu, ngay lập tức, sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên tiểu bối, người phá hỏng chuyện tốt của bản tôn, làm tổn hại tới nguyên thần của ta, món nợ này không đội trời chung, hôm nay bản tôn cho nhị đệ tử bắt đi một người phụ nữ của ngươi xem như là lãi, đợi sau này bản tôn khôi phục tu vi nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Sau khi đá phản chiếu được kích hoạt, bên trong xuất hiện ba bóng người. Mà đầu đại tôn chính là người lên tiếng, mà đứng cạnh lão ta có hai người phụ nữ, một là Bộ Thanh Mai, người kia là Trương Thiến. Mà đầu đại tôn chỉ về phía Trương Thiến, nói cô ta là nhị đệ tử của lão, hiểu đơn giản là, sau khi ma đầu đại tôn điều tra Dương Bách Xuyên, năm đó lão ta gặp phải Trương Thiến, hơn nữa còn thu nhận cô ta làm đệ tử, đây đã là chuyện của 6 năm trước. Vì để báo thù Dương Bách Xuyên, so với đại đệ tử cung hoan của ma đầu đại tôn, nhị đệ tử Trương Thiến luôn ẩn mình trong bóng tối không hề xuất hiện, nay lại nhảy ra ngoài. Sau khi ma đầu đại tôn điên cuồng nói một tràng, Trương Thiến vẫn luôn bóp cổ Bộ Thanh Mai, vẻ mặt hung ác nói, Dương Bách Xuyên, tôi đã từng nói sẽ khiến anh hối hận, bắt con đĩ Bộ Thanh Mai này chỉ mới là bắt đầu mà thôi, anh yên tâm, tôi sẽ không giết cô ta nhưng sẽ biến cô ta trở thành ma nô nghe lời nhất, ha ha ha. Trương Thiến giống như phát điên rồi. Tâm tư trở nên vặn vẹo. Đôi sư đồ này đang trả thù anh. Hai tay Dương Bách Xuyên siết chặt, anh gầm lên một tiếng trực tiếp đập nát tảng đá. Dương Bách Xuyên không hề nói gì bởi vì anh biết đá phản chiếu chỉ ghi lại một đoạn hình ảnh, không thể giao tiếp với đối phương. Điều mà anh muốn làm lúc này là đào ba tấc đất để giết chết ma đầu đại tôn và người phụ nữ điên Trương Thiến, tìm cho ra Bộ Thanh Mai. Dương Bách Xuyên không dám tưởng tượng. Bộ Thanh Mai rơi vào tay ma đầu đại tôn và Trương Thiến sẽ như thế nào, nghe Trương Thiến muốn biến Bộ Thanh Mai trở thành ma nô, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà phát run, anh không dám nghĩ tiếp. Dương Bách Xuyên rời khỏi hang động, anh mang theo sát ý chỉ muốn tìm thấy Bộ Thanh Mai, tìm một kẻ như âm hồn không tan đại tôn. Đầu tiên, anh sẽ tìm mọi ngóc ngách trên trái đất. Dương Bách Xuyên nghĩ. Trước mắt ma đầu đại tôn rất có khả năng vẫn đang trốn ở một nơi nào đó trên trái đất. Có được linh thức nghìn dặm, cho dù phải trả mọi giá, Dương Bách Xuyên cũng phải dùng linh thức để tìm kiếm, nội trong 3 ngày phải tìm toàn bộ Trung Quốc. Nếu như không có kết quả thì anh sẽ mở rộng phạm vi tới châu Á, châu Âu. Chỉ một tháng, Dương Bách Xuyên tiều tụy trở lại Vân Môn, anh dùng linh thứ để tìm kiếm nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào. Vân Môn phát động tất cả mọi người đi tìm nhưng cũng không hề có manh mối, lúc này Dương Bách Xuyên mới biết, có lẽ ma đầu đại tôn đã mang Bộ Thanh Mai và Trương Thiến tới Sơn Hải giới. Ma đầu đại tôn là một thần hồn đại thừa kỳ, huống hồ còn là một lão quái vật sống mấy nghìn năm bản lĩnh cao cường, cho dù không cần tới thông đạo truyền tống trận thì lão ta cũng sẽ có thủ đoạn khác, ví dụ như trực tiếp xé rách không gian. Dương Bách Xuyên cũng không định tìm ở trái đất nữa, anh muốn đi Sơn Hải giới. Sâu tận đáy lòng, Dương Bách Xuyên liệt ma đầu đại tôn và Trương Thiến vào kẻ thù số một phải bị giết. Chỉ riêng lần này, Dương Bách Xuyên khó khăn lắm mới hồi phục lại được sau cái chết của Liễu Linh Linh, bây giờ lại bị đánh về điểm xuất phát, Dương Bách Xuyên không chỉ trở nên trầm mặc ít nói, mà còn cực kỳ nóng nảy. Dương Bách Xuyên xin thề,
Chuyện đầu tiên anh làm sau khi tới Sơn Hải giới chính là đào ba tấc đất để giết chết ma đầu Đại Tôn và Trương Thiến, tìm bộ Thanh Mai trở về. Anh đã mất đi một Liễu Linh Linh, không thể mất thêm bộ Thanh Mai được nữa, anh không muốn bất kỳ người phụ nữ nào xảy ra chuyện. Dương Bách Xuyên vừa trở về đã phân phó cho mọi người lập tức đi ngay. May mà tất cả đều ở Vân Môn, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong từ một tháng trước, có thể xuất phát bất cứ khi nào. Lần đi này, ngoại trừ Vương Tông Nhân và Âu Dương Ngọc Thanh, đệ tử Vân Môn có tu vi Kim Đan, tổng cộng cũng xấp xỉ 300 người, Dư Giả, Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Ninh Kha, Viên Kim Phượng, Lâm Hoan, 5 phụ nữ cộng thêm 2 đứa con trai. Chị em Lục Tuyết Hy, Lục Phú Thư, chị em Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc, Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị, Trần Bảy Roi, Dương San San, Tô Cẩn, Khưu Vân, Lý Phương, Vương Huyền Cơ dẫn theo Vương Kiêm Hà tất cả mọi người đều đi. Trong Vân Môn Động Thiên, Dương Bách Xuyên cũng không nói nhiều, anh phất tay thu tất cả bao gồm 300 đệ tử của Vân Môn vào trong bình càn khôn. Đương nhiên để tránh phiền phức, Dương Bách Xuyên đã đặt ra cấm chế ở khu vực không được xông loạn, hơn nữa bình càn khôn quả thật có một vài nơi không được đi linh tinh. Núi Linh Đào, Hồ Cá Rồng, Nước Sinh Mệnh, còn cả chín thái châu nữ mà anh cứu được từ thành Yêu Quang đều đang ở bên trong, không thể để người khác biết được. Những thứ khác thì không nói làm gì, nhưng cả chín thái châu nữ kia đều có vẻ ngoài rất xinh đẹp, hơn nữa tính cách của ai cũng dịu dàng giống như mèo con, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ rung động. Sau khi cứu bọn họ từ Sơn Hải giới về, trên trái đất, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng để họ ra khỏi bình càn khôn, chín người họ vẫn luôn sống ở một nơi nào đó trong này. Thứ nhất là những thái châu nữ này sợ người lạ. Hơn nữa nếu để họ ra ngoài thì anh cũng không thể nói rõ với mấy người vợ của mình, vậy nên dứt khoát để bọn họ ở trong này luôn. Thu vào bình càn khôn lần này còn có 300 đệ tử Vân Môn, anh sợ sau này xảy ra chuyện gì, chỉ cần làm phép giấu một số nơi quan trọng trong bình càn khôn là xong, nói với mọi người ở bên trong Vân Môn Động Thiên là được. Dù sao thì đệ tử bình thường sẽ không nghi ngờ, mà các vợ của anh và Lưu Tích Kỳ lại càng không nói. Những chuyện liên quan tới bình càn khôn đều rất quan trọng, đây là bí mật lớn nhất của Dương Bách Xuyên, anh cần phải cẩn thận. Anh nghĩ, tới Sơn Hải giới thì sẽ thả tất cả mọi người ra ngoài. Sau khi thu bọn họ lại, Dương Bách Xuyên cũng tiến vào bên trong bình càn khôn, anh chuẩn bị đi dặn dò Ngô Mặc Thu một tiếng, bảo cô để ý mọi người. Trong tất cả mọi người, chỉ có Ngô Mặc Thu là biết rõ Thái Châu Nữ, Dương Bách Xuyên dặn Ngô Mặc Thu sắp xếp. Mấy người Triệu Nam đi lại tự do là không thể ngăn cản, nhưng nhất định phải để cô dẫn đường, không được đi về hướng của Thái Châu Nữ, nếu không để bọn họ phát hiện, anh còn nuôi chín Thái Châu Nữ nũng nịu ở bên trong không gian càn khôn, đến khi đó thì anh bản thân anh cũng không có kết quả tốt đẹp. Nghe thấy lời căn dặn của Dương Bách Xuyên, Ngô Mặc Thu cười vui vẻ nói, chủ nhân yên tâm, Thu Nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho các chủ mẫu. À, còn một chuyện quan trọng. Phải trông chừng Tiểu Mạn Mạn cho cẩn thận, con nhóc đó sống 2-3 năm bên trong bình càn khôn, loáng thoáng biết đến sự tồn tại của Thái Châu Nữ, tôi đã đưa con bé vào trong cung điện của chị Mai, mọi người đều không biết tới chị ấy, em cũng nên đề phòng một chút. Dương Bách Xuyên đau đầu nói. Chủ nhân cứ yên tâm đi. Sau khi căn dặn Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên qua chăm sóc cho mọi người, trêu chọc 2 đứa con của mình rồi ra khỏi không gian càn khôn. Chuẩn bị đi đến một nơi nào đó trên Hoàng Hà, Lữ Xuân Thu đã nói với anh, nơi đó có một thông đạo dẫn thẳng tới Sơn Hải giới. Vừa ra khỏi Vân Môn Động Thiên, anh nhìn thấy Vương Tông Nhân chạy tới nói, sư phụ, có một người tự nhận là người quen cũ của sư phụ tới thăm. Người quen cũ, ở đâu? Dương Bách Xuyên ngẩn người hỏi. Ở phòng khách, Vương Tông Nhân đáp. Dương Bách Xuyên dùng linh thức xem thử, anh lập tức nở nụ cười. Hóa ra là BD. Sau khi gặp nhau vào ngày hôm đó, anh đã bảo cậu ta tới Vân Môn nhưng anh đợi mãi mà cậu ta vẫn không tới, Dương Bách Xuyên cũng không để ý tới nữa, không ngờ, hôm nay sắp đi thì lại tìm tới cửa. Gặp được BD, Dương Bách Xuyên cũng không nhiều lời, hiện tại trái đất đã bị anh ảnh hưởng, bước vào thời đại của tu chân, BD nói thời gian này cậu ta đã tới rất nhiều nơi, mở mang kiến thức, đương nhiên cũng có hiểu biết về tu chân. Cộng thêm nghe được uy danh của Dương Bách Xuyên, hơn nữa Dương Bách Xuyên là người truyền đạo cho cậu ta, từ một góc độ nào đó mà nói, BD cũng xem như là người của Vân Môn.
Sau khi gặp được Dương Bách Xuyên, BD trực tiếp bày tỏ thái độ của mình, vội vàng gia nhập tổ chức, đi theo Dương Bách Xuyên tới Sơn Hải Giới. Dương Bách Xuyên đương nhiên là hoan nghênh, công pháp tu luyện của BD ở tu chân giới là 102, tương lai tiền đồ vô hạn, theo như sư phụ Vân Thiên Tà nói, tu luyện thành công cũng đủ cho cậu ta tung hoành ngang dọc trong tu chân giới. Đối với người có tiềm lực như vậy, Dương Bách Xuyên dĩ nhiên hy vọng cậu ta sẽ gia nhập Vân Môn. Lần này, anh mang theo 300 đệ tử tới Sơn Hải Giới, tất nhiên là có chuyện muốn làm, nền móng của Vân Môn sẽ trải dài khắp Sơn Hải Giới, cần nhất là nhân tài, mà BD chính là nhân tài trong lòng anh. Đừng thấy tu vi của BD mới là Kim Đan, nhưng Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy tiềm lực rất lớn ở cậu ta, phải biết, sau khi Dương Bách Xuyên truyền lại cho BD, anh cũng không quan tâm tới nữa. Vậy mà hơn 10 năm không gặp, BD đã đạt tới thành tựu Kim Đan, đây là thành quả mà tự cậu ta tìm tòi học hỏi, hơn nữa còn ở trong điều kiện linh khí mỏng manh trên trái đất. Vì thế, Dương Bách Xuyên tin rằng nếu đưa BD tới Sơn Hải Giới thì tu vi của cậu ta sẽ đột phá nhanh chóng. Nói chuyện phiếm với BD là một loại giày vò với Dương Bách Xuyên, tên chết tiệt này lúc nào cũng ve vãn, khiến cho Dương Bách Xuyên không nhịn được mà dùng mình. Không có cách cắt ngang ánh mắt đưa tình của BD, Dương Bách Xuyên chỉ có thể đổi chủ đề, chị Mai vẫn còn sống. BD khựng lại, cậu ta đột nhiên đứng phát dậy, gì cơ? Dương Bách Xuyên biết chị Mai rất tốt với cậu ta, năm đó chị Mai mất tích, BD đã suy sụp một thời gian rất lâu, cho tới bây giờ cậu ta vẫn chưa từng quên chị ấy, nghe anh nói chị Mai còn sống, BD phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Chị Mai vẫn còn sống, đừng có phản kháng. Tôi đưa cậu đi gặp chị Mai. Dương Bách Xuyên bổ sung thêm một câu, ý niệm của anh trực tiếp bao phủ lấy BD, giây sau cậu ta đã được đưa vào không gian càn khôn, đương nhiên là tới thẳng cung điện Hồ Cá Rồng, chị Mai vẫn luôn ở bên trong cung điện, rất nhiều người không biết tới sự tồn tại của chị ấy. Sau khi BD được đưa vào bên trong bình càn khôn, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Vương Tông Nhân đang đỏ hoe mắt đứng trong đại sảnh. Âu Dương Ngọc Thanh lưu luyến nói, đi thôi, A Nhân chăm sóc tốt cho Ngọc Thanh. Nói xong thì bước tới ôm lấy Âu Dương Ngọc Thanh, không ở lại thêm một giây phút nào, Dương Bách Xuyên biến mất ngay lập tức, anh không muốn thấy phụ nữ khóc, cũng không chịu được nỗi khổ chia ly. Dứt khoát tàn nhẫn, trực tiếp rời đi. Hoàng Hà, là cái nôi chính của nền văn minh Hoa Hạ, đây là dòng sông mẹ. Là con sông lớn nhất phía Bắc Trung Quốc với tổng chiều dài 5.464 km. Sông Hoàng Hà có chiều dài xếp thứ 5 trên thế giới và thứ 2 của Trung Quốc, chảy xuyên qua địa phận 9 tỉnh thành. Thác Hồ Khẩu chính là một kỳ quan của Hoàng Hà, là một trong những tạo hóa của sông ngòi Trung Quốc, Dương Bách Xuyên chỉ vừa nghĩ tới đã lập tức xuất hiện ở đây. Lữ Xuân Thu đã nói với anh, nơi này có một thông đạo dẫn tới Sơn Hải Giới. Lần này Dương Bách Xuyên tới đây cũng là để dò đường, dù sao thì anh đã nói với Vương Tông Nhân, chỉ cần đệ tử Vân Môn đạt tới Kim Đan thì sẽ đi đường này để tiến vào Sơn Hải Giới. Lữ Xuân Thu đã nói với Dương Bách Xuyên, thác Hồ Khẩu Hoàng Hà nằm dưới đáy thác nước, nhìn dòng nước chảy xiết hùng vĩ của sông Hoàng Hà, trong lòng Dương Bách Xuyên tràn đầy chấn động. Trong sách ở có nhắc tới, núi Mạnh Môn, nói về Hoàng Hà Hồ Khẩu, Dương Bách Xuyên đoán. Có phải là sau khi tới Sơn Hải Giới từ thông đạo này thì bên kia cũng sẽ có một núi Mạnh Môn đúng không? Dù sao thì thác Hồ Khẩu của sông Hoàng Hà cũng nằm trên địa phận hai tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây, đây quả thật là một sự tạo hóa của thiên nhiên, nơi này có tám cảnh quan chính, khói bốc lên từ đáy hồ, chèo thuyền trên cạn, nê ông nghịch nước, núi bay về biển, ngoại trừ việc đang là mùa hè, không thể nhìn thấy những đỉnh băng treo ngược vào mùa đông thì những thứ còn lại đều rất tuyệt đẹp. Dương Bách Xuyên vận công, anh từ đám mây dọc theo thác nước, tiến thẳng xuống dưới đáy sông Hoàng Hà. Bởi vì có thuật tị thủy nên anh không hề bị ảnh hưởng chút nào, và lại có thêm linh thức thăm dò, mọi thứ dưới nước đều nằm trong tầm kiểm soát. Theo như Lữ Xuân Thu nói, thông đạo này không hề có trận pháp, đây là một thông đạo được hình thành tự nhiên, dưới thác nước có một hố nước thẳng đứng, cứ đi thẳng vào đó là được. Sau khi đi tới đáy sông, quả nhiên trong linh thức Dương Bách Xuyên phát hiện ra một con suối, anh đi thẳng vào, khoảng chừng 8 tới 9 thước, đột nhiên có một dòng nước xoáy, kéo theo đó là một lực hút rất lớn khiến cho Dương Bách Xuyên không kịp phản ứng. Không hề chuẩn bị, Dương Bách Xuyên đã bị lực lượng đó hút xuống phía dưới. Trong nháy mắt, từng trận trời đất quay cuồng truyền tới,
Dương Bách Xuyên cười khổ, lúc này anh cũng không phản kháng, chỉ vận chân khí bảo vệ toàn thân, với sức mạnh tu vi hiện tại của anh mà nói, anh hoàn toàn có thể kháng cự, nếu đổi thành tu vi kim đan thì phải dốc toàn lực để chống lại áp lực của dòng nước hút. Có điều vẫn có thể chống đỡ được, anh tin là sau này đệ tử Vương Tông Nhân và Âu Dương Ngọc Thanh tới đây cũng sẽ không có vấn đề gì. Không biết qua bao lâu thời gian, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên biến mất, lực hút cực đại cũng không còn, ngay sau đó anh cảm nhận được nước bắn tung tóe rồi nổi lên mặt nước. Bầu không khí trong lành ập vào khoang mũi. Nháy mắt, anh xuất hiện tại một cái hồ nước có đường kính ước chừng 100 mét, nước hồ xanh biếc, nhìn xung quanh bốn phía đều là núi, cây cối xanh tươi tốt. Hít sâu một hơi, cả người đều cảm thấy khoan khoái. Hơi thở quen thuộc xuất hiện. Sơn Hải giới, anh đây trở lại rồi, Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm. Năm đó quay trở về trái đất có chút mơ hồ, thậm chí ngay cả khi anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị một người cưỡng ép xé rách không gian rồi ném về trái đất. 10 năm trước anh tiến vào Sơn Hải giới từ bí địa Trường Bạch cũng mông lung như vậy, cho dù là đi hay về đều không phải do Dương Bách Xuyên chủ động. Mà lần này Dương Bách Xuyên chủ động tới Sơn Hải giới. Không phải ngoài ý muốn, cũng không phải bị cưỡng ép, mà là do bản thân anh làm chủ. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, loại cảm giác này thật tốt. Hơn 10 năm trước, khi tới Sơn Hải giới anh bị người ta bắt làm thợ mỏ, phản kháng rồi chạy trốn, trải qua không biết mấy lần vào suýt chết. Trận ẩu đả ở thành Yêu Quang vào 6-7 năm trước, đối mặt với kẻ địch cường đại, anh không có cách nào khác phải một hơi cắn nuốt 8 đại yêu hồn cổ. Kẻ địch đều bị giết chết nhưng anh cũng phải trả một cái giá rất lớn. Bản thân bị lực lượng yêu hồn cắn trả, còn liên lụy tới sư phụ Vân Thiên Tà Lâm vào ngủ say, cũng không biết sau này lão đầu còn có thể tỉnh dậy được không. Sau đó thì mơ màng bị người ta ném ra khỏi Sơn Hải giới, nhẫn nhục chịu đựng ở trái đất 5-6 năm mới có thể khôi phục lại tu vi. Tất cả cũng chỉ trách anh không có đủ năng lực. Mà hiện tại, Dương Bách Xuyên thét dài một tiếng. Anh tuyên thề với Sơn Hải giới. Sơn He giới, ông đây trở về rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm kẻ yếu. Từng tiếng không ngừng vang vọng khắp dãy núi non. Lần này trở lại, Dương Bách Xuyên đã là một xuất khiếu kỳ, có âm dương nhị thần mà người thường không thể nào làm được, cộng thêm bản lĩnh hợp nhất nguyên thần. Không phải là một kim đan bị người ta đuổi giết khi xưa, càng không phải một kẻ yếu phải liều cái mạng khi gặp nguyên anh đại viên mãn. Tu vi của Dương Bách Xuyên ở Sơn Hải giới cũng có thể xem là từng bước đi lên. Sau khi thét dài một tiếng, buồn phiền trong lòng Dương Bách Xuyên cũng vơi đi không ít, lúc này anh mới đứng dậy đi ra khỏi hồ nước, phóng linh thức kiểm tra vị trí của mình. Linh thức của anh còn chưa kịp tra xét thì trên đầu đã vang lên vài tiếng đinh tai nhức óc, kèm theo đó là một tiếng giống giận kẻ nào dám xông vào Kình Thiên Môn. Dứt lời, bốn bóng người đã vây quanh Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên sững sờ, Kình Thiên Môn. Đúng vậy, nơi này thuộc địa phận sau phía sau núi của Kình Thiên Sơn, ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở Kình Thiên Sơn? Một gã nguyên anh trung kỳ trầm giọng hỏi, nếu không phải vì ông ta không nhìn ra được tu vi của Dương Bách Xuyên thì lúc này đã sớm bắt lấy hắn rồi. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên nghe thấy ba chữ, Kình Thiên Môn, thì lập tức cười to, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đại chiến ở thành Yêu Quang năm đó bao gồm cả lão già của Kình Thiên Môn, có điều may mà bọn họ đều bị anh giết sạch, thậm chí ngay cả thành Yêu Quang cũng trở thành một đống đổ nát. Láo xược, người cười cái gì? Một gã nguyên anh sơ kỳ thấy Dương Bách Xuyên cười không kiêng nể thì lập tức nổi giận, sau đó quay sang nói với gã trung niên cầm đầu, từ sư huynh đừng phí lời với tên tiểu tử này, trực tiếp bắt lấy hắn ta. Nghe gã thanh niên nói như vậy, Dương Bách Xuyên bày ra vẻ mặt giễu cợt. Bốn người này đều là nguyên anh, từ sư huynh có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới nguyên anh trung kỳ, ba người còn lại mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Trong mắt Dương Bách Xuyên thì bọn họ chẳng là cái thá gì. Dương Bách Xuyên cố ý thu lại hơi thở của mình, mang lại cho bốn người kia lại loại cảm giác, trong mắt của bọn họ, một là hắn dùng bí pháp để che giấu tu vi, hai là tu vi vượt qua cả nguyên anh nên cả bốn người họ không thể nào nhìn thấu được. Người được gã thanh niên gọi là từ sư huynh nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên với vẻ mặt không xác định, trong cảm nhận của ông ta, Dương Bách Xuyên trông còn rất trẻ, có lẽ tu vi không cao tới mức đó, ông ta gật đầu với gã thanh niên kia, thử thăm dò bản lĩnh của đối phương.
Gã thanh niên kia kiêu ngạo, sau khi được sư huynh cho phép, thanh kiếm trong tay lóe lên, hắn ta cười lạnh nhìn Dương Bách Xuyên, tiểu tử, ta cho ngươi một lựa chọn, hãy ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, theo ta về tông môn chịu phạt, nếu không. Nếu không thì sao? Dương Bách Xuyên cắt ngang lời hắn ta, nếu đã là kẻ thù thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ không khách khí, chỉ cần đối phương dám động thủ thì hắn sẽ ra tay, trận chiến năm đó ở thành Yêu Quang, hắn cũng được coi là người chiến thắng, nhưng nghĩ lại thì vẫn tức. Không ngờ, hôm nay vừa ra khỏi hồ khẩu đã đặt chân tới địa bàn của Kình Thiên Môn, không cần nghĩ Dương Bách Xuyên cũng biết, tiếng thét vừa rồi đã thu hút bốn người kia tới đây. Nếu không thì chết. Gã thanh niên kia biết Dương Bách Xuyên không có ý định nhượng bộ, vì vậy vừa dứt lời, thân hình hắn ta lóe lên, lập tức đâm thẳng một kiếm về phía Dương Bách Xuyên. Đối mặt với lưỡi kiếm đang đâm tới của gã thanh niên, Dương Bách Xuyên híp mắt nhưng không hề di chuyển, mặc cho kiếm đâm về phía mình. Mà từ sư huynh và hai người còn lại cũng nhìn về phía Dương Bách Xuyên, trong đầu toát ra một ý nghĩ, tên tiểu tử này bị dọa cho ngu rồi sao? Ngay lúc kiếm của gã thanh niên vung tới, vẻ mặt của hắn ta hiện lên ý cười khi khoảng cách tới Dương Bách Xuyên chỉ còn ba thước. Cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng di chuyển, nhanh như tia chớp, hắn giơ tay kẹp chặt lưỡi kiếm mang khí thế cường đại của gã thanh niên. Lúc này, nụ cười trên gương mặt của gã thanh niên kia đã hoàn toàn vụt tắt, toàn thân hắn ta cứng đờ, huy lực toàn bộ chân khí nhưng không thể nào rút được thanh kiếm ra khỏi tay của Dương Bách Xuyên. Lưỡi kiếm không hề nhúc nhích. Gã thanh niên kia biết, lần này e là hắn ta chọc phải kẻ mạnh, vì vậy lúc này hắn ta chỉ muốn rút kiếm trở về. Nhưng trong nháy mắt, gã thanh niên chỉ cảm thấy một luồng chân khí cường đại chảy ngược theo thân kiếm. Thanh kiếm gãy thành từng đoạn, gã thanh niên thét lên một tiếng rồi nổ tung, chết ngay lập tức. Dương Bách Xuyên không cho gã thanh niên bất kỳ cơ hội nào. Vừa ra tay đã dùng chiêu chí mạng, dù sao thì đều là người của kẻ địch, không cần thiết phải nương tay cả. Năm đó, giết chết Từ Cơ Vân của Kình Thiên Môn, sau khi hủy diệt lợi ích to lớn của ba tông môn ở thành Yêu Quang, Dương Bách Xuyên cũng không tin ba tông môn sẽ bỏ qua cho mình. Hơn nữa, nhìn tư thế của bốn người này, hắn đoán bọn họ cũng không phải dạng tốt đẹp gì, vừa tới đã cậy thế ức hiếp người, bắt hắn giơ tay chịu trói, hiện tại Dương Bách Xuyên sao có thể để người khác áp bức. Không giết chết bọn họ mới lạ. Sư huynh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức ba người còn lại không phản ứng kịp, sư đệ của bọn họ bị Dương Bách Xuyên dùng một chiêu giết chết. Đi. Lúc này, từ sư huynh đã hiểu rõ, Dương Bách Xuyên thuộc loại cao thủ che giấu tu vi, có thể giết chết sư đệ của ông ta chỉ với một chiêu thì tu vi sẽ là loại cấp bậc nào. Nguyên anh đại viên mãn sao? Nghĩ như vậy. Ông ta lập tức hét lớn cho hai người kia chạy trốn, giờ phút này, quay trở về tông môn là hợp lý nhất. Ba người họ bay lên trời tháo chạy, Dương Bách Xuyên thấy họ bỏ chạy thì cười khẩy. Nhìn ba người vội vàng bỏ chạy, Dương Bách Xuyên khẽ động, kiếm đồ long trong tay lóe lên quét ngang về phía không trung. Một gã nguyên anh sơ kỳ hét thảm rồi rơi từ trên không trung xuống, hắn ta bị kiếm của Dương Bách Xuyên chém thành hai đoạn mà chết. Chỉ có gã từ sư huynh tu vi nguyên anh trung kỳ cao hơn một bậc, khó khăn lắm mới tránh được kiếm khí của Dương Bách Xuyên để bỏ chạy. Thấy từ sư huynh chạy thoát, Dương Bách Xuyên cũng không đuổi theo, dù sao thì hắn cũng đang ở địa bàn của Kình Thiên Môn, nếu như đối phương đi tìm viện binh thì sẽ tìm tới đây. Không tới thì thôi, nếu đã tới rồi thì, ha ha. Ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng có hiểu biết về những tông môn ở Sơn Hải Giới. Hắn tin một khi gã từ sư huynh kia chạy trốn thì chắc chắn sẽ đi tìm quân tiếp viện. Dù sao thì Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm, hắn muốn biết hiện tại mình đang ở đâu. Đây là châu nào trong địa hạt Đại Sơn? Năm đó ở thành Yêu Quang, hắn chỉ giết chết trưởng lão Từ Cơ Vân của Kình Thiên Môn, nghe danh nhưng cũng không biết sốt cuộc Kình Thiên Môn ở nơi nào. Hiện tại, nơi này rất quan trọng với Dương Bách Xuyên, dưới đáy hồ là thông đạo dẫn tới trái đất. Nhưng đệ tử Kình Thiên Môn lại nói đây là phía sau núi của tông môn bọn họ, điều này không thể được. Dương Bách Xuyên đã nói thông đạo này cho đệ tử và Âm Dương Ngọc Thanh, chẳng may sau này bọn họ tới đây cũng giống hắn, bị người của Kình Thiên Môn bắt thì phải làm thế nào. Vì thế, lúc ra tay giết chết đệ tử của Kình Thiên Môn, trong lòng Dương Bách Xuyên đã hạ quyết định.
Cùng lắm thì hắn sẽ chiếm đoạt chỗ này, dù sao thì cũng không thể để nơi này rơi vào tay Kình Thiên Môn. Đây là thông đạo Sơn Hải, liên quan tới sự an nguy của người thân và bạn bè trên trái đất, không qua loa được. Sau khi nhắm mắt, Dương Bách Xuyên phóng ra linh thức cường đại, rất nhanh đã nhìn thấy Từ sư huynh chạy trốn, ông ta đã chạy xa được 10 dặm. Linh thức của Dương Bách Xuyên không hề quấy rầy tới ông ta mà chỉ lặng lẽ dõi theo, hắn phải xem Kình Thiên Môn ở nơi nào, thăm dò đối phương, đến khi đó sẽ có biện pháp đối phó. Linh thức phát hiện gã trung niên Từ sư huynh hoảng loạn chạy về phía tây, liếc nhìn lại đều là núi non mênh mông vô bờ, những dãy núi lớn nhỏ nhấp nha nhấp nhô. Sau khi chạy được trăm dặm, gã trung niên Từ sư huynh cuối cùng cũng bay chậm lại, ông ta sợ hãi nhìn về phía sau rồi thở phào một hơi. Mà lúc này, một ngọn núi to lớn xuất hiện ngay trước mắt, đỉnh núi cao khoảng 1.000 trượng, chọc thẳng tới mây xanh, cả ngọn núi được bao quanh bởi sương mù dày đặc. Trong lòng Dương Bách Xuyên hít một hơi lạnh, hắn lẩm bẩm, bà mẹ nó, xem ra quanh nơi này 100 dặm đều là địa bàn của Kình Thiên Môn, khó trách chỗ hắn đang đứng là sau núi nhà bọn họ. Ngẫm lại cũng không có gì ngạc nhiên, đây là Sơn Hải giới chứ không phải trái đất, diện tích của Sơn Hải giới không biết lớn hơn trái đất bao nhiêu lần. Một tông môn hàng đầu chiếm diện tích hàng trăm dặm là chuyện bình thường, nơi này cũng không hạn chế sở hữu đất đai. Có lẽ, đỉnh núi cao ngàn trượng xuất hiện trong linh thức là vị trí của Kình Thiên Môn. Dương Bách Xuyên biết rõ, bất cứ tông môn nào ở Sơn Hải giới đều sẽ có đại trận bảo vệ, tất cả những ngọn núi cao đến hàng nghìn trượng kia đều ẩn trong sương mù, không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Từ sư huynh vung tay đánh một chưởng tới đám mây mù dưới chân núi. Giây sau, mây mù cuồn cuộn tản ra, một cánh cửa cao lớn hùng vĩ xuất hiện, phía trên đề ba chữ Kình Thiên Môn. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai bóng dáng từ cửa sơn môn bay ra ngoài. Hóa ra là Từ sư huynh, không phải các huynh đi tuần tra sau núi sau, nhanh như vậy đã về rồi à, ồ bọn vương sư đệ đâu rồi, sao vẫn chưa quay lại? Một người trong số đó hỏi. Mau mau đóng đại trận bảo vệ núi, có cường giả đột kích, đám vương sư đệ bị người đó giết chết rồi. Từ sư huynh vừa nói vừa run rẩy xông vào trong sơn môn. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã phi người lên, bay thẳng về hướng Kình Thiên Môn, hắn đi theo Từ sư huynh, định xông vào Kình Thiên Môn. Chỉ sợ là hắn không phá được trận pháp bảo vệ núi, dù sao thì mục tiêu của Dương Bách Xuyên cũng rất lớn. Hắn muốn đuổi Kình Thiên Môn ra khỏi địa giới, đoạt lấy nơi này, có một thông đạo nối thông qua Sơn Hải giới, hắn bắt buộc phải chiếm được. Từ xưa tới nay, Sơn Hải giới luôn là nơi cá lớn nuốt cá bé, hắn có thực lực chính là có lý, chiếm địa bàn của một tông môn thì có làm sao? Dù sao thì hắn cũng có thù oán với Kình Thiên Môn, chẳng phải sợ cái gì. Không nhắc tới đạo đức, ở Sơn Hải giới vài năm, Dương Bách Xuyên hiểu rõ một quy luật. Nắm đấm giải quyết được tất cả. Về việc nắm đấm của mình có lớn hay không, Dương Bách Xuyên tự nhận, xuất khiếu kỳ như hắn trên Sơn Hải giới hẳn là khá lớn. Dựa theo tin tức mà năm đó Diệp Vô Tâm đã nói, ở Sơn Hải giới, tu vi kim đan là thấp nhất, tu sĩ Nguyên Anh là cao thủ, xuất khiếu kỳ chính là cường giả, hơn nữa còn rất hiếm. Dù sao thì hắn cũng đã ở Sơn Hải giới vài năm, tu sĩ xuất khiếu kỳ không có mấy người. Chỉ có Ân Tĩnh An ở trận chiến thành Yêu Quang năm đó, cưỡng ép đạt tới cảnh giới xuất khiếu, nhưng cũng chỉ là kết quả cưỡng chế tăng tu vi mà thôi. Còn có lão ma tước Đại Yêu Ngũ Chuyển cũng đạt tới cấp bậc xuất khiếu, ngoài lần đó thì Dương Bách Xuyên chưa từng gặp tu sĩ xuất khiếu nào. Mà ở thành Yêu Quang năm đó, sau khi Dương Bách Xuyên cắn nuốt 8 yêu hồn cổ để giết chết Ân Tĩnh An, trong lúc hôn mê hắn nghe sư phụ mình nhắc tới Hóa Thê Lương, cũng xem như là một xuất khiếu. Đám người đó là sứ giả danh giới, nói chính xã thì họ không phải là người của Sơn Hải giới, vậy nên không tính. Cho đến hiện tại, hắn đã đạt tới cảnh giới tu vi xuất khiếu, Dương Bách Xuyên tự nhận mình có thể đứng trên võ đài cường giả của Sơn Hải giới, vì vậy hôm nay mới chuẩn bị to gan một lần, lấy sức một mình hắn để địch cả Kình Thiên Môn, hắn cho rằng mình có thực lực đó. Ngay lúc Từ sư huynh hô đóng cửa, Dương Bách Xuyên đã bay nhanh tới. Hắn nở nụ cười tà ác chém một kiếm vào cánh cửa Kình Thiên Môn. Không xong rồi, mau đóng cửa. Có lẽ là kiếm của Dương Bách Xuyên mang theo sức mạnh cường đại khiến cho đám đệ tử Kình Thiên Môn cảm nhận được, một người hô to vội vàng đóng cửa. Ầm ầm.
Sương mù cuồn cuộn quanh sơn môn, mang theo linh lực dao động cường đại, trận pháp được khởi động chỉ trong nháy mắt. Rốt cuộc thì kiếm của Dương Bách Xuyên cũng không nhanh bằng trận pháp. Đáng tiếc. Đáp xuống trước cửa Kình Thiên Môn, Dương Bách Xuyên cúi đầu lẩm bẩm. Cảnh tượng này cũng nằm trong dự liệu của hắn, hắn biết lực lượng của trận pháp mượn sức mạnh của đất trời, dù sao thì công kích của pháp khí cũng chỉ là sức người, không thể so sánh với thiên địa. Sau khi chém ra một kiếm, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện trận pháp bảo hộ Kình Thiên Môn không hề đơn giản, đây chính là trận pháp cổ xưa. Trận pháp chi đạo chính là thiên địa đại đạo, không dễ dàng phá vỡ. Sau khi trận pháp bảo hộ Kình Thiên Môn khởi động, bên trong không hề có chút thương tổn nào. Mây mù trước mắt cuồn cuộn, cánh cửa to lớn dần biến mất, từ sư huynh và hai gã đệ tử chúng khuất sau sơn môn. Dương Bách Xuyên không nhìn thấu được trận pháp này, nhưng hắn không tin tà, hắn chuẩn bị vung kiếm lên tấn công đại trận hộ pháp Kình Thiên Môn. Lực thần hồn và chân khí hợp lại với nhau, kiếm đầu long lóe lên ánh sáng lập lòe, chân khí cường đại không ngừng hội tụ trên thân kiếm. Đột nhiên Dương Bách Xuyên gầm lên một tiếng, vung kiếm chém xuống. Kiếm khí hơn 10 trượng bổ xuống hình thành một hư ảnh cực lớn. Sương mù trắng xóa đối diện thực ra là lực lượng của kết giới trận pháp, hàm ý đây chính là sức mạnh của đất trời. Ầm. Một kiếm bổ xuống, kiếm khí hung hăng chém vào làn sương mù cuồn cuộn, phát ra một tiếng nổ rung trời. Cả vùng đều bị rung chuyển. Mây mù đối diện không ngừng tản ra. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn qua, trong đám sương mù, hắn loáng thoáng nhìn thấy cảnh cửa của Kình Thiên Môn đang không ngừng rung chuyển. Nhưng mà đáng tiếc là, chỉ sau vài giây ngắn ngủi thì mây mù đã hợp lại với nhau. Dương Bách Xuyên tiếc thầm, hắn biết dùng vũ lực sẽ không phá được đại trận hộ sơn này, trong lòng cũng giật mình, Kình Thiên Môn có thể bố trí được đại trận cổ xưa như vậy, chứng minh tông môn này có thế gia trận pháp. Hoặc là, đại trận cổ xưa này do Kình Thiên Môn lưu truyền lại, mặc kệ là như thế nào thì Kình Thiên Môn cũng không hề đơn giản. Hắn dùng toàn lực chém ra một kiếm nhưng lại không chút sức mẻ, không thể lay động đại trận bảo vệ Kình Thiên Môn, chứng tỏ Kình Thiên Môn còn có cao thủ. Hắn cũng không dám chắc, nơi này có tu sĩ xuất khiếu kỳ hay không. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang trầm ngâm suy nghĩ, một tiếng gầm già nua từ trong đám mây truyền đến. Tiểu bối to gan, ngươi xem Kình Thiên Môn ta là trốn không người hay sao? Dứt lời, sương mù cuộn lên, một giây sau 7, 8 bóng người bay ra từ trong đám mây. 8 người bay ra từ trong sương mù, nhìn vẻ bề ngoài của họ khoảng chừng 60 tuổi, Dương Bách Xuyên nhìn qua một lượt, 4 người trong số họ là Nguyên Anh Hậu Kỳ, còn lại đều là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nếu ở thành Yêu Quang năm đó, khi gặp phải đối thủ có thực lực như vậy, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ bỏ chạy. Nhưng đổi thành hôm nay thì hắn lại chẳng thèm để ý tới. Suy cho cùng thì họ không phải là xuất khiếu kỳ, dù cho có tới 4 Nguyên Anh Đại Viên Mãn nhưng trong mắt của Dương Bách Xuyên, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cảnh giới Nguyên Anh và xuất khiếu kỳ, mặc dù cách nhau chỉ vỏn vẹn một cảnh giới lớn, nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Nói trắng ra là, những tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống đều là dùng chân khí để tu luyện, còn xuất khiếu kỳ cần dùng tới thần hồn, hai cảnh giới này khác nhau một trời một vực. Chênh lệch không chỉ là thực lực, mà còn là sự khác biệt từ trong ra ngoài. Chẳng qua khi nói, tu vi dưới xuất khiếu kỳ chỉ là một con kiến hôi. Vì thế, khi Dương Bách Xuyên đối mặt với vòng vây của 8 đại Nguyên Anh, hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn thả lỏng, chỉ cần không xuất hiện tu sĩ xuất khiếu kỳ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chấm chấm chấm. Đại trưởng lão Từ Cơ Vũ của Kình Thiên Môn là một bà lão, vẻ mặt bà ta âm trầm tới đáng sợ. Đệ tử Tuần Sơn nói có người giết chết đệ tử Tông Môn, hơn nữa còn đuổi theo công kích Sơn Môn, đúng là to gan lớn mật. Kình Thiên Môn là Tông Môn đứng đầu Châu Bắc Sơn, từ trước đến nay chưa từng có người dám xông vào địa bàn Kình Thiên Môn, giết chết đệ tử Tông Môn, thậm chí còn đánh tới tận cửa. Chuyện này không thể nhẫn nhịn được. Từ Cơ Vũ mang theo đoàn trưởng lão của Kình Thiên Môn ra ngoài, sau khi nhìn thấy người thanh niên tóc bạc trắng. Mặc dù người tu chân không thể đoán tuổi qua vẻ bề ngoài, nhưng dựa vào kinh nghiệm phán đoán của mình, Từ Cơ Vũ vẫn có thể cảm nhận được, tuổi tu luyện của người thanh niên tóc trắng đang cười trước mặt mình chắc chắn không quá 60 năm.
Còn trẻ như vậy nhưng khí tức trên người hắn ta đã là cường giả cảnh giới xuất khiếu. Điều này khiến cho Từ Cơ Vũ bị đả kích, bà ta tu luyện mấy trăm năm nhưng tu vi lại mới chỉ dừng lại ở nguyên anh đại viên mãn, nguyên thần xuất khiếu, thành tựu âm dương nhị thần, cảnh giới du ngoạn ngoài bầu trời, vẻn vẹn chỉ kém một bước nhưng tu luyện bao nhiêu năm vẫn không thể đột phá bình cảnh, từ đầu đến cuối vẫn mãi chỉ dừng ở bước cuối cùng. Nhưng thanh niên tóc trắng trước mặt đã đạt tới cảnh giới mà mọi tu chân giả đều ước ao, đúng là càng so sánh thì càng tức chết. Trong lòng khiếp sợ nhưng rất nhanh Từ Cơ Vũ cũng đã bình tĩnh lại, ghen tị với người thanh niên trước mặt này là một chuyện, mà đánh nhau lại là một chuyện khác. Bà ta biết rất rõ, giữa Nguyên Anh và xuất khiếu kỳ có chênh lệch thế nào, Từ Cơ Vũ nghĩ không ra, lúc nào thì Kình Thiên Môn lại đắc tội với cường giả xuất khiếu kỳ. Hít sâu một hơi, Từ Cơ Vũ cố gắng đè nén căm phẫn lẫn khiếp sợ trong lòng, bà ta nhìn người thanh niên tóc trắng nói các hạ là ai? Vì sao lại giết đệ tử tông môn, công kích Kình Thiên Môn ta? Nếu như Kình Thiên Môn đắc tội thì xin các hạ cứ nói, bằng không Kình Thiên Môn ta đã lưu truyền hơn vạn năm, tông môn đứng đầu châu Bắc Sơn ở địa hạt Đại Sơn này cũng không phải dễ chọc. Lời nói của Từ Cơ Vũ không chê vào đâu được, từng câu từng chữ đều ra vẻ đại nghĩa, bà ta cũng nói rõ, nếu như Dương Bách Xuyên không đưa ra được câu trả lời thì Kình Thiên Môn cũng không ngại phiền phức. Mà Dương Bách Xuyên nghe đối phương nói xong thì cũng biết bản thân mình đang ở châu Bắc Sơn, nếu muốn tới thành tán tu ở châu Nam Sơn thì hắn còn cả một chặng đường dài phía trước. Nghe giọng điệu bà lão cầm đầu kia, Dương Bách Xuyên biết đối phương rất kiêng dè mình, nếu tu vi của hắn không phải là xuất khiếu kỳ thì chỉ sợ bà ta đã sớm chia hắn thành tám khúc rồi, làm sao còn có thể nói chuyện bằng giọng điệu như vậy. Trong một thế giới tàn khốc như tu chân, tất cả đều dựa vào thực lực tu vi để giải quyết. Dương Bách Xuyên thầm cảm thán, hắn lại càng thêm khát vọng tu vi của mình thêm cường đại. Đối mặt với lời nói của bà lão, hắn chỉ cười mà không trả lời, Dương Bách Xuyên hỏi ngược lại, ngươi là ai, có thể làm chủ được sao? Thân già này là trưởng lão của Kình Thiên Môn Từ Cơ Vũ, nếu các hạ có lời muốn nói thì ta và bảy đại trưởng lão phía sau vẫn có thể quyết định, các hạ hãy cho chúng ta một câu trả lời. Từ Cơ Vũ lạnh giọng nói. Dương Bách Xuyên đương nhiên là nghe được uy hiếp từ lời nói của bà già Từ Cơ Vũ kia, nhưng hắn có thể sợ tám tu sĩ Nguyên Anh hay sao? Sau khi nghe cái tên Từ Cơ Vũ, trong đầu Dương Bách Xuyên không tự chủ mà nghĩ tới Từ Cơ Vân ở thành Yêu Quang năm đó, hắn thầm nghĩ, không biết bà lão trước mắt này có quan hệ gì với lão ta hay không? Mặc kệ là có quan hệ hay không thì hôm nay Dương Bách Xuyên đều sẽ động tới Kình Thiên Môn, dù sao thì cũng là kẻ thù, hắn phải chiếm Kình Thiên Môn. Tìm một căn cứ cho Vân Môn phát triển ở Sơn Hải giới. Đây mới là chuyện lớn. Dương Bách Xuyên cười gian trá nói, làm chủ được là tốt, tại hạ Dương Bách Xuyên, muốn mượn địa bàn của Quý Tông Môn dùng một chút, mời Kình Thiên Môn chuyển đi nơi khác. Cái gì, Từ Cơ Vũ không kịp phản ứng, mượn địa bàn, chuyển đi nơi khác. Từ Cơ Vũ không phản ứng kịp nhưng lại có người phản rất nhanh, lão già bên cạnh bà ta giận dữ quát, láo xược. Vô liêm sỉ. To gan. Từng tiếng chửi bới đầy giận dữ vang lên. Cả đám trưởng lão của Kình Thiên Môn không ngờ Dương Bách Xuyên lại to gan như vậy, hắn ta muốn cướp địa bàn. Đường đường là tông môn đứng đầu châu Bắc Sơn, từ khi nào lại bị người khác khinh rẻ như vậy? Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ đều bị đánh lừa. Mà ngay lúc này, toàn thân Từ Cơ Vũ nổi lên sát ý, đôi mắt già nua từ đục ngầu trở nên sắc lẹm. Đột nhiên bà ta nhớ đến cái tên mà Dương Bách Xuyên tự báo. Bà ta ấn tượng với cái tên, Dương Bách Xuyên, hơn bất kỳ ai, 7 năm trước, đệ đệ ruột Từ Vân Cơ trấn thủ sản nghiệp của Kình Thiên Môn ở thành Yêu Quang, tới cuối cùng ngay cả hài cốt cũng không còn, đệ đệ của bà ta bị một tên tiểu tử tên Dương Bách Xuyên giết chết. Kể từ khi thành Yêu Quang bị phá hủy, bà ta đi khắp nơi tìm kiếm Dương Bách Xuyên để báo thù cho Từ Cơ Vân, nhưng ngay thời điểm đó, một cường giả tên là Hóa Thê Lương trực tiếp tìm tới cửa, cảnh cáo không được ai truy xét chuyện ở thành Yêu Quang. Năm đó, Hóa Thê Lương hoàn toàn có năng lực khiến cho Kình Thiên Môn bọn họ không sức chống cự, đồng thời còn tiết lộ thân phận là người trông coi thiên trảm của Sơn Hải giới, địa vị cường giả tối cao. Kể từ đó về sau, chuyện của thành Yêu Quang cũng không được nhắc tới. Nhưng Từ Cơ Vân là đệ ruột của bà ta. Làm sao Từ Cơ Vũ có thể bỏ qua cho cái tên Dương Bách Xuyên đó được? Từ Cơ Vũ xin thề,
cho dù là tan xương nát thịt bà ta cũng phải giết chết Dương Bách Xuyên, báo thù cho đệ đệ từ Cơ Vân của mình. Đáng tiếc là mấy năm nay bà ta không tra được bất cứ tin tức nào, không hề có tung tích của Dương Bách Xuyên. Không nghĩ tới, hôm nay gã thanh niên tóc trắng này lại tự xưng là Dương Bách Xuyên. Ngay lập tức, sát ý trên người Từ Cơ Vũ bộc phát, nhớ lại, bà ta và đệ đệ xuất thân thấp kém, nhờ có cơ duyên mới bước trên con đường tu chân, lúc cha mẹ mất đã dặn dò bà ta phải chăm sóc tốt cho đệ đệ, nhưng bây giờ đệ ruột Từ Cơ Vân của Từ Cơ Vũ đã chết. Hàng trăm năm khó khăn gian khổ, hai tỷ đệ họ đã trải qua rất nhiều, tình cảm sâu sắc, nhưng cuối cùng đệ đệ lại bị cái tên Dương Bách Xuyên giết. Trong lòng Từ Cơ Vũ, bà ta không quan tâm giữa Dương Bách Xuyên và Hóa Thê Lương có quan hệ gì, bà ta đã thề, chỉ cần một ngày nào đó Dương Bách Xuyên xuất hiện thì nhất sẽ báo thù rửa hận cho đệ đệ Từ Cơ Vân, cho dù là phải trả giá bằng cả tính mạng thì bà ta cũng không hối tiếc. Đôi mắt già nua của Từ Cơ Vũ sắc như dao nhìn về phía Dương Bách Xuyên, người chính là Dương Bách Xuyên ở thành Yêu Quang 7 năm trước. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sát ý phát ra từ người bà ta, ánh mắt Từ Cơ Vũ nhìn hắn ta như một con rắn độc, hắn thầm nghĩ, xem ra bà già này có quan hệ với lão Từ Cơ Vân ở thành Yêu Quang năm đó. Có quan hệ thì có quan hệ thôi, vậy thì sao? Năm đó, ba lão già muốn giết chết hắn. Lẽ nào bắt hắn phải chờ bị giết hay sao? Đối mặt với ánh mắt như rắn độc của Từ Cơ Vũ, Dương Bách Xuyên cũng không giấu giếm, đúng thì sao? Lời này coi như là thừa nhận. Ha ha ha, Từ Cơ Vũ đột nhiên cười như điên, tiếng cười của bà ta cực kỳ gượng gạo khó nghe, nhưng trong đôi mắt già nua của bà ta lại tràn đầy nước mắt. Một giây sau, Từ Cơ Vũ âm trầm nói như vậy, người chính là Dương Bách Xuyên đã đại náo thành Yêu Quang năm đó. Đệ Từ Cơ Vân của ta là do ngươi giết. Đúng thì thế nào, Dương Bách Xuyên lưu manh thừa nhận, dù sao thì đối phương cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi, cho dù là Nguyên Anh đại viên mãn thì cũng chỉ có vậy, không phải xuất khiếu thì có thể làm gì được hắn ta. Cứ coi như tu vi của bà ta đã tới xuất khiếu, trong cùng một cảnh giới cấp bậc như nhau, Dương Bách Xuyên có tự tin đánh bại mọi kẻ thù. Hôm nay lão già này nhất định phải giết chết ngươi, báo thù rửa hận. Dứt lời, trong tay bà ta lóe lên tia sáng, một pháp khí kỳ cổ quái xuất hiện, nhìn qua thì đây giống như là một pháp trượng màu đỏ, phía trên quả thật có 9 đầu thú vật hình dạng khác nhau. Giây sau, hắn nghe thấy 7 người đứng cạnh Từ Cơ Vân hét lớn, kết trận, giết cho ta. Trong tiếng giống giận, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cây trượng trong tay Từ Cơ Vũ đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, bà ta hô lên cửu thú hiện thân. Cửu thú linh bảo trượng bỗng nhiên vang lên tiếng gầm của dã thú. Ngay sau khi hư ảnh yêu hồn xuất ra từ cửu thú trượng của Từ Cơ Vũ, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng giật mình. Hắn biết linh bảo pháp khí là pháp bảo cao cấp hơn linh khí, sở dĩ linh bảo lợi hại hơn linh khí, là bởi vì giữa chúng có sự khác biệt về bản chất. Đầu tiên phải nhắc tới là, linh khí được luyện khí sư luyện thành, sau đó đưa vào trong cơ thể lấy chân khí của bản thân để nuôi dưỡng. Nói đúng hơn là nuôi linh tính của linh khí, thời gian càng lâu thì linh tính càng tốt, ưu điểm là dễ sử dụng, nhưng đây cũng chính là hạn chế. Linh bảo được xưng là linh bảo, bởi vì nó sở hữu những thuộc tính khác nhau. Thuộc tính này là thuộc tính vật liệu của pháp bảo khi luyện hóa, linh tính ở đây là linh tính tự chủ của linh bảo chứ không phải là linh tính được hình thành do nuôi dưỡng. Linh bảo pháp khí được chia làm hai loại là hậu thiên và tiên thiên. Cho dù là loại nào thì cũng phải cần tới luyện khí sư chế tạo luyện hóa thì mới trở thành pháp khí đạt yêu cầu. Cái gọi là hậu thiên linh bảo là sau khi luyện khí thành công thì có thể phong ấn yêu hồn bên trong pháp khí, chỉ cần là sinh linh có linh tính thì đều có thể bị phong ấn, loại pháp khí này được gọi là hậu thiên linh bảo. Khi sử dụng, uy lực của hậu thiên linh bảo phụ thuộc vào độ mạnh yếu của yêu hồn phong ấn bên trong, yêu hồn càng mạnh thì uy lực càng lớn. Mà cửu thú trượng trong thay Từ Cơ Vũ chính là hậu thiên linh bảo, khác biệt ở chỗ, bà già này phong ấn 9 yêu hồn bên trong, đúng là chơi lớn. Còn về tiên thiên linh bảo, đây là thiên tài địa bảo được tự nhiên sinh ra, những vật này trời sinh đã có linh tính, ví dụ thiên tài địa bảo được hình thành ở một nơi cực lạnh hoặc cực nóng, tương đương với việc mở ra linh tính, những loại thiên tài địa bảo này đều có thuộc tính riêng, sau khi được luyện khí sư luyện pháp khí thì được gọi là tiên thiên linh bảo. Tương đối mà nói thì uy lực của tiên thiên linh bảo mạnh hơn so với hậu thiên linh bảo.
nhưng vật liệu để hình thành tiên thiên linh bảo không nhiều, rất ít thấy, cũng chẳng có mấy người gặp phải chứ đừng nói tới luyện thành pháp khí. Đương nhiên, cho dù là hậu thiên linh bảo hay tiên thiên linh bảo thì đều có phân chia cao thấp, đủ loại cấp bậc. Nhắc tới hậu thiên linh bảo, cửu thú trượng trong thay từ cơ vũ có thể phong ấn được 9 yêu hồn, điều này chứng tỏ trượng của bà ta đã vượt qua loại thông thường. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng không dám khinh thường khi đối mặt với cửu thú trượng trong thay từ cơ vũ, trong tiếng giống giận rung trời, Dương Bách Xuyên nghe được, những yêu hồn bị phong ấn bên trong cửu thú trượng đều rất đồng nhất, con nào cũng không đơn giản. Trong khoảnh khắc từ cơ vũ tấn công về phía hắn, Dương Bách Xuyên nhìn thấy yêu hồn của 6 loại thú vật, sói, sâu, hổ, báo, sư tử, gấu. 3 loại còn lại thì hắn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa, từ khí tức của 9 yêu hồn này, hắn đoán tất cả bọn chúng đều là yêu hồn tứ chuyển đỉnh phong, thực lực có thể so ngang với Nguyên Anh đại viên mãn. May mà yêu hồn không có thể xác của yêu thú, có điều cho dù là như vậy thì đám yêu hồn này đều bị phong ấn trong linh bảo pháp khí, chịu sự khống chế của từ cơ vũ trở thành pháp khí của bà ta, cộng thêm tấn công cùng một lúc thì không thể xem thường. Ngoài ra còn có 7 đại Nguyên Anh, 3 Nguyên Anh đại viên mãn, 4 Nguyên Anh hậu kỳ, dưới lệnh của từ cơ vũ. Tất cả bọn họ đều xông về phía Dương Bách Xuyên. Nhìn qua công pháp tấn công, tạo thành một cục diện mà cho dù Dương Bách Xuyên có mọc cánh cũng không thể chạy thoát. Lúc này, Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn hô lên, nguyên thần xuất khiếu. Căn cơ kim đan đặc biệt và công pháp tu luyện khiến cho nguyên thần của hắn khác với tất cả mọi người, hai thần hồn âm dương nhị thần có thể xuất ra cùng một lúc để chiến đấu, đây chính là điều mà tu sĩ cảnh giới xuất khiếu bình thường không thể nào làm được. Có thể xem như được ông trời ưu ái. Quan trọng là sau khi nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần ở quanh ba thước thì nguyên thần chủ sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu nguyên thần cách quá ba thước thì cơ thể sẽ không chịu khống chế, vì vậy trong vòng ba thước thì hắn có thể dùng thân thể để khống chế nguyên thần chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Dương Bách Xuyên để Lục Tuyết Hy hộ pháp khi tới thành Đại Tần. Tất nhiên, khoảng cách giữa nguyên thần và cơ thể vật chất sẽ được kéo dài hơn nữa theo tu vi tăng dần. Lúc này, chỉ cần ý thức của hư ảnh không rời khỏi cơ thể vật chất thì hắn có thể khống chế nguyên thần chiến đấu trong phạm vi ba thước. Mục đích Dương Bách Xuyên xuất nguyên thần, đương nhiên là để đối phó với 9 yêu hồn xông ra từ cửu thú trượng của từ cơ vũ. Giữa hai bên, tay trái là kiếm đồ long, tay phải thi triển thần thông thủ cốt, hắn nhanh chóng tấn công về phía 8 người. Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên. So sánh với trước kia, tu vi đạt tới cảnh giới xuất khiếu, đương nhiên uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Huyền hoàng kiếm khí trong kiếm đồ long đã tăng lên 6 phần, một kiếm chém ra cũng có sức mạnh vô địch. Sau khi âm dương nhị thần hợp nhất, hóa thành hư ảnh toàn thân lấp lánh ánh sáng cao tới 9 thước, khí thế mạnh hơn 9 yêu hồn cộng lại của từ cơ vũ. Giết! Dương Bách Xuyên gầm lên một tiếng, hư ảnh nguyên thần tiến lên 1000 bước, hai tay siết chặt thành quyền. Tay phải vung nắm đấm tới hướng 9 yêu hồn của từ cơ vũ. Trận chiến đã diễn ra ngay lập tức. Ầm ầm ầm. Gào gào gào. Tiếng và tiếng gào thét của dã thú đồng thời vang lên. Ở thành Đại Tần, âm dương nhị thần của Dương Bách Xuyên đã từng cắn nuốt quỷ tu binh tướng và ấn ký thần hồn của vua Thủy Hoàng, thần lực tăng vọt đã được thể hiện ngay trong cuộc chiến. Hơn nữa, cấp bậc thần hồn khác biệt chính là cảnh giới xuất khiếu. Cộng thêm uy lực của âm dương nhị thần hợp nhất, đây không phải là thứ mà yêu hồn tứ chuyển phong ấn bên trong pháp khí có thể chống cự. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên gần như nghiền nát sự công kích của 9 yêu hồn. Chỉ thấy từng yêu hồn của từ cơ vũ bốc khói trong tiếng kêu tham thiết, nháy mắt đã bị nguyên thần của Dương Bách Xuyên đánh lui vào bên trong pháp khí cửu thú trượng. Phụt! 9 yêu hồn hợp nhất không phải là đối thủ của âm dương nhị thần. Chỉ trong giây lát đã bị đánh quay trở về cửu thú trượng, thân là chủ nhân như từ cơ vũ thì phun ra một ngụm máu, bà ta trọng thương do bị cắn trả. Cùng lúc này, Dương Bách Xuyên dùng thần thông thủ cốt và kiếm khí huyền hoàng cường đại để tấn công về phía 7 người còn lại, không ai có thể thoát được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. 4 tu sĩ có tu vi thấp hơn là Nguyên Anh hậu kỳ đã bị Dương Bách Xuyên trực tiếp giết chết trong tiếng kêu la, may mắn cho bọn họ là cơ thể bị hủy diệt nhưng nguyên anh của 4 người họ chạy hoảng sợ, nhanh chóng tìm đường chạy thoát. Giây sau đã biến mất trong mây mù, chạy trở về tông môn.
Ba gã Nguyên Anh đại viên mãn thì phun ra máu rồi bay ra ngoài, bọn họ đã dốc toàn lực nhưng vẫn bị Dương Bách Xuyên đè đầu cưỡi cổ, tất cả đều bị thương sau đó bay ngược ra xa hơn 10 mét. 8 Nguyên Anh, 4 Nguyên Anh hậu kỳ thì cơ thể bị hủy diệt, còn lại 4 Nguyên Anh đại viên mãn đã trọng thương. Chỉ với một trưởng của Dương Bách Xuyên. Lúc này bọn họ mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa Nguyên Anh và xuất khiếu. Khi tu sĩ Nguyên Anh nhìn xuống kim đan, bọn họ có thể kiêu ngạo mà nói, tất cả dưới Nguyên Anh đều là một con kiến hôi. Câu nói này đặt trên xuất khiếu kỳ càng thích hợp hơn, dùng cho toàn bộ tu chân giới, dưới xuất khiếu kỳ thì chẳng là cái thá gì cả. Hiện tại xem ra, nói như vậy cũng không hề sai. 4 trong 8 người họ mất mạng, 3 người bị thương nôn ra máu, người duy nhất có tình trạng tốt hơn, vẫn có thể đứng vững chính là Từ Cơ Vũ. Bà ta dựa vào linh bảo cửu thú trượng trong tay để chống lại toàn bộ công kích. Lúc này, sắc mặt Từ Cơ Vũ trắng bệch nhìn Dương Bách Xuyên, bà ta biết tới sự cường đại của cảnh giới xuất khiếu, nhưng không nghĩ nó lại mạnh như vậy. Có điều, trong lòng Từ Cơ Vũ đã sớm chuẩn bị, bà ta trầm giọng nói với người phía sau, ba vị sư đệ hãy trở về tông môn. Bà ta biết, lúc này bọn họ không thể nào chống lại được Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn bị đánh trọng thương chỉ với một chiêu. Ở lại thêm chính là tự tìm đường chết. Ba người phía sau lo lắng, đại trưởng lão. Đây là mệnh lệnh, Từ Cơ Vũ xua tay, ngăn cản ba người họ nói chuyện. Ngay sau đó, ba người kia đứng dậy tiến vào trong đám mây mù, quay trở về tông môn. Dương Bách Xuyên cũng không ngăn lại, bởi vì hắn nhìn ra Từ Cơ Vũ không có ý định rời đi, hắn cười khẩy nhìn Từ Cơ Vũ đang vô cùng tức giận, ta cho bà hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Ha ha ha, Từ Cơ Vũ đột nhiên bật cười nói, năm đó, khoảnh khắc bà già này biết được đệ đệ ruột chết ở thành Yêu Quang, ta đã thề sớm muộn cũng sẽ có ngày tìm được ngươi để báo thù rửa hận, hôm nay. Cho dù không đánh thắng được ngươi thì ta cũng sẽ khiến ngươi đau khổ. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nghe thấy Từ Cơ Vũ hét lên một tiếng, huyết tế yêu hồn, thiêu đốt nguyên thần, cửu thú hợp nhất. Ngay lập tức, Từ Cơ Vũ đưa tay vỗ một cái lên cửu thú trượng. Giây sau cánh tay bà ta nổ tung, máu nhuộm đỏ cửu thú trượng, cảnh tượng vô cùng đẫm máu, tinh nguyên của Từ Cơ Vũ không ngừng tiến vào trong cửu thú trượng. Cửu thú trượng phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, sau đó chín chùm ánh sáng từ trượng bắn lên cao rồi hòa làm một. Gào gào gào, chín yêu hồn xuất hiện, giống giận rung trời, nhưng lần này bọn chúng dung hợp lại với nhau. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Từ Cơ Vũ như vậy. Hắn cũng giật mình, bà già này đúng là đủ ác, lấy cả bản thân để huyết tế pháp khí. Thấy Từ Cơ Vũ dùng máu tươi của chính mình để huyết tế pháp khí, cùng lúc đó Dương Bách Xuyên đang nói thầm, cũng thu lại sự khinh bỉ, hắn có thể cảm giác được sau khi dung hợp với cửu yêu hồn, khí tức rõ ràng đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đùng gầm. Sau một tiếng gầm vang qua đi, phía trên chân trời chín thú yêu hồn đã hợp nhất. Mà trong mắt của Dương Bách Xuyên, Từ Cơ Vũ trong nháy mắt cũng từ tuổi 60 biến thành cụ già hơn 8 tuổi, già đến nỗi chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay bà ta. Nhưng giờ phút này ánh mắt của bà lão càng sáng ngời hơn. Lúc nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, đôi mắt già nua ấy tràn đầy sự điên cuồng. Tiểu bối không thể không thừa nhận, nguyên thần ở cảnh giới xuất khiếu của ngươi vô cùng lớn mạnh, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, lão thân này hao hết tu vi suốt đời. Hôm nay không mong giết được ngươi, nhưng chỉ mong phế đi ngươi, kha 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 chịu chết đi. Từ Cơ Vũ nói ra mấy lời cay độc xong thì đột nhiên trong tay vung ra một cây cửu thú linh bảo trượng hướng về phía Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, một tiếng hét dài phát ra từ cây cửu thú linh bảo trượng, gừ. Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy thì quả thật hít một hơi thật sâu, chỉ thấy trên cửu thú trượng của Từ Cơ Vũ phát ra ánh sáng đỏ thẫm mãnh liệt. Chỉ trong giây lát ánh đỏ thẫm bừng bừng kia đã lập tức hình thành một hàng con quái vật lớn dài hơn 30 trượng. Nhìn thì trông giống như mãng xà nhưng lại không phải mãng xà, trên bụng có một cặp móng vuốt sắc bén phủ đầy vảy giáp, trên lưng có đôi cánh thịt với sải cánh dài hơn 6 thước, có thủy dũng cường tráng, vảy giáp khắp người phản chiếu ánh sáng, có dòng chảy màu đỏ lập lòe, thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng trở nên cổ quái. Đột nhiên nó hướng về phía Dương Bách Xuyên mở ra cái miệng to như chậu máu. Phun ra một ngụm ngọn lửa, chính là ngọn lửa thần hồn. Dương Bách Xuyên nhìn thấy quái vật cửu thú hợp nhất phun ra ngọn lửa thần hồn, lập tức hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng hắn lộ ra ý cười,
nếu là ngọn lửa thần hồn thì hắn đúng là không có gì phải sợ cả. Sau khi nguyên thần của hắn trực tiếp nổ tung, bản thân hắn lập tức sinh ra thần thông thần hồn, chính là một loại ngọn lửa thần hồn màu xanh lam, nói về uy lực thì mạnh hơn nhiều so với ngọn lửa do con quái vật cửu thú hợp nhất phun ra trước mặt hắn. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được từ nhiệt độ. Đối mặt với cái miệng phun ra ngọn lửa thần hồn của con quái vật yêu thú này, Dương Bách Xuyên không hoang mang chút nào, sau khi hai thần âm dương hợp nhất lại với nhau, nguyên thần cao chín trượng, toàn thân lập lòe ánh sáng vàng vô cùng chói lọi, sau đó hắn giơ hai tay lên, trong nháy mắt ngọn lửa thần hồn màu xanh lam rào rạt bốc lên, bên trong đôi tay chuyển động hình thành nên một thái cực đồ. Ngọn lửa thần hồn màu lam kia trong cái chuyển động đó đã dễ dàng ngăn chặn ngọn lửa thần hồn do thú yêu hồn của Từ Vũ Cơ phun ra. Cơ bản không thể làm tổn thương đến Dương Bách Xuyên chút nào. Giờ phút này sắc mặt Từ Cơ Vũ trở nên vô cùng khó coi, bà ta không ngờ tới sau khi khổ tâm hao phí chuẩn bị cả một thân máu tươi huyết tế để cho cửu thú hợp nhất ra trận. Vậy mà từ đợt tấn công đầu tiên, trong mắt của bà ta, thần hỏa công kích không hề thua kém cường giả ở cảnh giới xuất khiếu, lại bị Dương Bách Xuyên ngăn cản dễ dàng như vậy. Cảm giác thất bại trong lòng bà ta hỗn loạn. Vẫn chưa đủ. Nếu bà ta đã liều mạng giết Dương Bách Xuyên thì đương nhiên sẽ không cam lòng càng không dễ dàng buông tha hắn, lúc này lập tức phun ra một ngụm máu tươi lên cây cửu thú linh bảo trượng. Trong nháy mắt, quái vật cửu thú thần hồn hợp nhất lại, lần nữa tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm vô cùng mạnh mẽ. Gào! Một tiếng gầm giống rung trời, khí tức toàn thân thú yêu hồn lại tăng lên, uy lực của ngọn lửa thần hồn màu đỏ trong miệng nó tăng lên gấp bội. Dương Bách Xuyên hừ lạnh. Nguyên thần trong hai tay hình thành lửa thần màu xanh lam cũng mạnh không kém, khi thế biến đổi, trong miệng hắn hét lớn, hai tay bản tôn giơ kiếm đổ long lên, chém. Trong nháy mắt, nguyên thần trên hai tay của Dương Bách Xuyên hình thành thái cực đồ rồi đột nhiên đẩy về phía trước, con quái vật cửu thú yêu hồn hợp nhất lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương, bị ngọn lửa màu xanh lam của Dương Bách Xuyên cuốn lấy nuốt chửng ngay lập tức. Cùng lúc đó, thanh kiếm đồ long trong tay Dương Bách Xuyên bộc phát ra kiếm khí huyền hoàng dài mấy trượng, bất ngờ chém về phía Từ Cơ Vũ. Vẻ mặt của Từ Cơ Vũ vốn đã uể oải, lúc Dương Bách Xuyên dùng một kiếm chém xuống, đồng tử bà ta co rút lại, bà ta biết bản thân cuối cùng vẫn không thể đánh bại được Dương Bách Xuyên. Càng không ngờ tới, Dương Bách Xuyên chỉ mới gần tới cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ thôi nhưng thực lực mà hắn có thể xuất ra vượt xa thực lực của một tu sĩ ở xuất khiếu sơ kỳ. Không phải Từ Cơ Vũ chưa từng tiếp xúc với tu sĩ ở cảnh giới xuất khiếu, có hai người ở Kình Thiên Môn. Một người là môn chủ của Kình Thiên Môn Ninh Vô Tận, tu vi đang ở cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Người còn lại là Định Hải Thần Châm chân chính của Kình Thiên Môn, trụ cột của Kình Thiên Môn, thái thượng trưởng lão của Kình Thiên Môn Trử Thiên Hùng. Đáng tiếc hai người này quanh năm đều bế quan. Thái thượng trưởng lão Trử Thiên Hùng thì Từ Vũ Cơ tiếp xúc không nhiều. Quanh năm đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tu vi của ông ta đang ở cấp bậc nào, bà ta cũng không biết rõ lắm về đại trưởng lão của Kình Thiên Môn này. Mà môn chủ Ninh Vô Tận cũng là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, tu vi của ông ta thì Từ Cơ Vũ cũng từng được thử qua. Bây giờ so sánh với Dương Bách Xuyên trước mắt, cũng cùng là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, nhưng Từ Cơ Vũ biết thực lực của Dương Bách Xuyên ở cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ vượt xa môn chủ Ninh Vô Tận của Kình Thiên Môn rất nhiều. Từ Cơ Vũ lấy công lực máu tươi của bản thân làm cái giá để đổi lấy huyết tế pháp khí linh bảo trong tay, đáng tiếc là không có tạo được bất kỳ thương tổn nào trước mặt Dương Bách Xuyên. Gầm. A. À. Sau khi nguyên thần của Dương Bách Xuyên thi triển thần hồn màu xanh lam, trực tiếp cắn trả lại cửu thú thần hồn hợp nhất của Từ Cơ Vũ, thiêu tan thành mây khói, biến thành hư vô trong tiếng kêu thê lương. Cây cửu thú linh bảo trượng trong tay Từ Cơ Vũ bay ra ngoài. Bản thân bà ta cũng bị kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên chặt đứt làm đôi, vừa kêu lên một tiếng, thân thể lập tức bị kiếm chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, Nguyên Anh uể oải không phấn chấn của Từ Cơ Vũ bỏ chạy, trực tiếp chạy trốn về phía đám mây mù phía sau. Đối với lần này, Dương Bách Xuyên sao có thể không có chuẩn bị chứ? Lần thứ nhất đã để bốn Nguyên Anh chạy trốn, lần thứ hai sao mà hắn lại buông tha Nguyên Anh của Từ Cơ Vũ đi mới là lạ. Hắn gừ lạnh, dưới chân hắn xoay chuyển chỉ xích thiên nhai công, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất trước lần nữa là ở trước mặt Nguyên Anh của Từ Cửu Vũ đang chạy trốn, không chút do dự vươn tay bắt lấy.
Nếu Từ Cơ Vũ đã hận hắn thấu xương, vậy thì Dương Bách Xuyên sẽ không nhân từ nương tay, tiêu diệt nguyên anh của bà ta để loại trừ tai họa về sau. Vào lúc này, trong mây mù truyền đến một tiếng xé gió giận dữ, tiểu bối ngươi dám, dừng tay. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, tay trái giơ kiếm đồ long lên lập tức chém về phía trước người mình, đồng thời tay phải không hề nương tay bóp lấy nguyên anh của Từ Cơ Vũ, đột nhiên dùng vừa dùng sức. Bộc nguyên anh của Từ Cơ Vũ trực tiếp bị Dương Bách Xuyên bóp nát. Lách cách. Kiếm đồ long chém xuống, lại va chạm với một kiếm bay tới từ trong mây mù. Có người chạy tới chém một kiếm xuống người hắn nhưng đã bị hắn lập tức đỡ lấy, chỉ là cánh tay hơi tê dại, Dương Bách Xuyên nhíu mày, cũng đã đoán ra đối phương là cường giả cảnh giới xuất khiếu. Từ sư tỷ A, tên tiểu bối này, ta muốn giết ngươi. Ngay sau khi tay Dương Bách Xuyên bóp nát nguyên anh của Từ Cơ Vũ, giọng nói nổi giận trước đó giờ lại càng điên cuồng hơn. Giết! Tiếng gầm giận dữ quay cuồng trong mây mù. Một chữ giết như sấm sét cuồn cuộn. Trong nháy mắt, một bóng dáng tương tự như lưu quang vọt ra từ trong đám mây mù. Dương Bách Xuyên đứng giữa lơ lửng giữa không trung, không hề sợ hãi, hắn nheo mắt nhìn rõ người tới. Đó là một người trung niên tướng mạo tầm khoảng hơn 40 tuổi mặc áo cẩm bào màu vàng đất, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí lao về phía hắn. Cổ kiếm trong tay đối phương có từng vết nứt tỏa ra hàn khí, thậm chí không gian xung quanh cũng tỏa ra sự lạnh lẽo. Đột nhiên một kiếm nhắm vào hắn, sức lực mỗi một chiêu đều dùng hết sức chém xuống Hoa Sơn. Linh bảo tiên thiên, thuộc tính hàn khí, Dương Bách Xuyên nói thầm. Sau đó giơ kiếm đồ long lên điều động toàn bộ kiếm khí huyền hoàng, trong lòng vừa động thì chân khí trong cơ thể cũng theo đó thúc dục dung hợp với thân kiếm đồ long. Trong cảm nhận của hắn, pháp khí của đối phương là linh bảo tiên thiên, trời sinh mang theo hàn khí chí âm, cách hơn 10 thước, Dương Bách Xuyên cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh trong không gian phạm vi trăm mét đang giảm xuống, hắn không dám coi thường mà dùng toàn lực ứng chiến. Hơn nữa lúc này hắn phát hiện tu vi của người trung niên này chính cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Hắn cũng không ngờ Kình Thiên Môn thật sự có tu sĩ cảnh giới xuất khiếu tọa chấn. Ầm ầm. Hai thanh kiếm của hai người nối tiếp nhau. Một lạnh một nóng. Chí dương đối đầu với chí âm. Giữa không trung bộc phát tiếng chấn động ầm ầm, từng đợt gợn sóng vô hình lấy hai người làm trung tâm đang dồn dập bành trướng, trực tiếp truyền ra tầm 5-600 mét mới tiêu tán. Một nửa số cây cỏ trong phạm vi này đã bị kiếm khí huyền hoàng của Dương Bách Xuyên làm thành phấn vụn. Mà một nửa còn lại hoàn toàn bị đóng băng dưới kiếm khí của người trung niên. Sau một chiêu giao chiến, hai người đồng thời rơi xuống đất, rút lui tạo ra khoảng cách 30 mét. Răng rắc. Sau một cơn gió nhẹ thổi qua, cỏ cây bị đóng băng bởi kiếm khí của người trung niên răng rắc vỡ nát. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn người trung niên kia, tay trái cầm kiếm đồ long của hắn khẽ run rẩy, trong lòng không khỏi sợ hãi khi đối mặt với cường giả trước mặt, ngược lại trong xương cốt còn rất hưng phấn, hắn thầm nói cuối cùng cũng gặp được đối thủ có thể thử thực lực của mình rồi. Cùng lúc đó, người trung niên đứng đối diện với Dương Bách Xuyên cũng không tấn công thêm lần nữa mà nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên rồi ôn tồn nói, tiểu bối vì sao lại giết đồng môn của ta? Hôm nay ngươi không giải thích cho rõ ràng thì Ninh Vô Tận ta sẽ dùng hết sức mạnh Kinh Thiên Môn, cho dù có lên trời xuống đất cũng nhất định nghiền nát xương cốt của ngươi thành cho bụi. Theo lời nói của người trung niên tự xưng là Ninh Vô Tận này, Dương Bách Xuyên nghe ra người này rất có khả năng là người chèo chống Kinh Thiên Môn. Bởi vì chỉ có chủ của một tông môn mới dám nói ra lời nói uy lực như thế. Điểm này là nhận thức chung ở bất kỳ tông môn nào. Bất kể là trưởng lão hay là môn đồ đệ tử, bất kể là tu vi cao hay thấp đều phải lấy môn chủ của mỗi môn phái mỗi tông môn làm trụ cột. Cũng chỉ có người chủ đứng đầu của một môn phái mới dám nói ra lời nói có uy lực của cả một môn phái như vậy. Cho nên Dương Bách Xuyên cho rằng người này chính là môn chủ của Kình Thiên Môn, cộng thêm tu vi của đối phương cũng là cảnh giới xuất khiếu, điều này đã rất rõ ràng rồi. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Vô Tận nói, ngươi là môn chủ Kình Thiên Môn. Đúng là bổn tọa, tiểu bối thật to gan, mấy trăm năm qua người chính là người đầu tiên dám vô duyên vô cớ giết người của Kình Thiên Môn, nói, ai phái ngươi đến, ngươi là đệ tử của ai. Sắc mặt Ninh Vô Tận lạnh lùng nói chuyện, thật ra ông ta cũng không rõ tình hình thế nào.
tu vi vẫn luôn trong bình cảnh kỳ đỉnh phong của xuất khiếu sơ kỳ, Ninh Vô Tận muốn tiến thêm một bước nữa, muốn đột phá tu vi chỉ có thể bế quan quanh năm, hôm nay đang lúc bế quan thì bị mấy trưởng lão kêu gào ép buộc phải xuất quan. Vừa xuất quan thì thấy mấy trưởng lão người bị trọng thương, bốn gã nguyên anh hậu kỳ lại bị người khác phá hủy thân thể, Ninh Vô Tận chấn động không thôi, chỉ nghe vài người nói có kẻ thù ở bên ngoài đã chém giết tới tận cửa và đang giao chiến với đại trưởng lão. Lúc ông ta thả linh thức đi thăm dò thử thì thấy được cảnh tượng Dương Bách Xuyên đang giết Từ Cơ Vũ, Ninh Vô Tận sao có thể không tức giận chứ? Nhưng khi giao thủ với đối phương, Ninh Vô Tận liền biết, người thanh niên tóc trắng đầy đầu này không dễ chung đụng. Rõ ràng cũng giống như ông ta, cùng là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ nhưng nguyên thần của đối phương lại mạnh hơn ông ta rất nhiều lần. Sau một kích giao chiến, Ninh Vô Tận cũng bình tĩnh lại. Đầu tiên ông ta nghĩ tới đối phương có phải là người của thế lực lớn nào đó không, hoặc là sau lưng có một vị cao nhân ẩn thế nào đó chưa ra mặt. Tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, ngộ nhỡ sau lưng hắn có người nào đó chống lưng thì nên làm thế nào cho phải đây? Cảnh giới xuất khiếu đấy, Ninh Vô Tận ông ta tu luyện suốt 400 năm mới đạt tới cảnh giới đó, cả kình thiên môn ngoại trừ môn chủ như ông ta tới cảnh giới xuất khiếu thì chỉ còn lại vị Định Hải Thần Châm kia. Đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, Ninh Vô Tận không thể không tiếp cận, vốn định bắt kẻ thù lại rồi đi thẩm vấn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao vô duyên vô cớ bị người ta tấn công, còn chém chết trưởng lão kình thiên môn. Bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn muốn làm chuyện này đúng là không dễ, Ninh Vô Tận không nắm chắc, cho nên chỉ đành phải tìm hiểu ngọn nguồn trước, đồng thời truyền âm bảo ba vị trưởng lão trọng thương tới để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi truyền âm căn dặn mời Thái Thượng trưởng lão đến, bất kể người thanh niên hôm nay là đệ tử của ai, hay là môn nhân của thế lực nào, Ninh Vô Tận đều phải giữ lại, nếu không sau này kình thiên môn sẽ không còn chỗ đứng ở Châu Bắc Sơn nữa. Bị người ta chém giết bốn vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, làm trọng thương ba gã Nguyên Anh đại viên mãn, giết chết đại trưởng lão kình thiên môn, tấn công Sơn Môn, hành động coi trời bằng vung như vậy ở trong mắt Ninh Vô Tận xem như đã làm lung lay căn cơ của kình thiên môn. Nếu như không bắt được thanh niên tóc bạc này thì ngày sau kình thiên môn sẽ trở thành trò cười ở Châu Bắc Sơn và cả Sơn Hải giới. Dưới bí thuật truyền âm, cuối cùng thì Ninh Vô Tận cũng đã biết được đại khái. Lúc này mới biết được hóa ra Dương Bách Xuyên chính là tên đầu sỏ gây náo loạn ở thành Yêu Quang năm đó, giết chết Từ Cơ Vân cũng chính là đệ đệ của đại trưởng lão Từ Cơ Vũ, lần này khiến cho lòng Ninh Vô Tận không khỏi lo lắng. Không bởi vì chuyện gì khác. Chuyện của thành Yêu Quang năm đó có thể nói là làm chấn động toàn bộ Sơn Hải giới, nhưng điều mà người ngoài không biết đó là sứ giả biên giới của Sơn Hải giới là Hóa Thê Lương đã từng tự mình đi thăm hỏi ba đại tông môn, Kình Thiên Môn, Linh Sơn Cốc, Âm Dương Tông. Ninh Vô Tận ông ta là môn chủ của Kình Thiên Môn, tự mình tiếp đãi Hóa Thê Lương kia thế mà lại nghiêm khắc hạ lệnh, không được gây phiền phức cho Dương Bách Xuyên, hơn nữa từ sau chuyện của thành Yêu Quang, Dương Bách Xuyên cũng biến mất. Bây giờ thật không ngờ tới tên tiểu tử này lại đánh tới cửa. Nhưng điều mà Ninh Vô Tận lo lắng chính là người đứng sau Dương Bách Xuyên Hóa Thê Lương. Chuyện 6-7 năm trước ở thành Yêu Quang, toàn bộ Sơn Hải giới đã gắn Dương Bách Xuyên và Hóa Thê Lương lại với nhau. Tuy rằng năm đó Hóa Thê Lương không nhắc tới bản thân có quan hệ gì với Dương Bách Xuyên, gần như chỉ nghiêm khắc nói không được tìm Dương Bách Xuyên gây phiền phức nhưng cả Sơn Hải giới đều cho rằng Dương Bách Xuyên chính là truyền nhân của Hóa Thê Lương. Người bình thường không biết nhưng Ninh Vô Tận là môn chủ kình thiên môn nên biết được một số bí mật. Hóa Thê Lương có tu vi thông huyền, từ trước đến giờ chưa từng nhúng tay vào chuyện của Sơn Hải giới, chuyện của Dương Bách Xuyên chính là chuyện đầu tiên. Chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây? Sau lưng Dương Bách Xuyên là Hóa Thê Lương, mà Hóa Thê Lương là người có thể phụ trách quyền thông hành đến các thế giới khác bên ngoài Sơn Hải giới. Những tu sĩ cấp thấp bình thường không biết nhưng tu sĩ cảnh giới xuất khiếu và chủ của một môn phái như ông ta thì biết chuyện đó. Sơn Hải giới chỉ là một phương trong ngàn thế giới nhỏ, trong giới tu chân rộng lớn vô biên, Sơn Hải giới không tính là gì cả. Bên ngoài Sơn Hải giới vẫn còn tu chân giới mênh mông rộng lớn biết bao. Đâu mới là thế giới mà mỗi người tu chân đều khao khát hướng về, mà muốn đi khỏi Sơn Hải giới thì Thiên Trảm là một ngưỡng cửa không thể vượt qua. Thiên Trảm của Sơn Hải giới đó là một nơi nguy hiểm mà ngay cả người được xưng là thiên tiên cũng không thể vượt qua,
nhưng Hóa Thê Lương là người duy nhất có thủ đoạn có thể làm cho tu sĩ trong Sơn Hải giới có tỷ lệ lớn thông qua thiên trảm. Hình như cách mỗi 60 năm một lần, Hóa Thê Lương sẽ thay đổi nhanh chóng mở ra con đường thông thiên trảm, làm cho người của các tông môn trong Sơn Hải giới có thể đến tu chân giới rộng lớn vô song. Nếu đắc tội với Hóa Thê Lương, chưa kể đến bản thân Hóa Thê Lương có thực lực thông thiên, lão ta không cho đệ tử tông môn mình đi đến tu chân giới rộng lớn, đây chính là điều chí mạng đối với Ninh Vô Tận. Làm sao bây giờ đây? Nếu như không thèm quan tâm đến Dương Bách Xuyên thì thanh danh của Kình Thiên Môn trong Sơn Hải giới xem như mất hết. Nhưng nếu như bắt Dương Bách Xuyên thì sẽ đắc tội Hóa Thê Lương. Đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Về phần có thể bắt được Dương Bách Xuyên hay không thì Ninh Vô Tận không hề lo lắng, tu vi của ông ta không đủ thì có thể mời lão tổ tông thật sự của Kình Thiên Môn xuất chiến, bắt một Dương Bách Xuyên nho nhỏ đối với Thái Thượng Trưởng Lão, Định Hải Thần Châm của Kình Thiên Môn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lòng nghĩ vậy, Ninh Vô Tận dùng bí thuật truyền âm mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan định đoạt. Nhưng trong lòng ông ta lại nghĩ, hôm nay tất nhiên phải bắt được Dương Bách Xuyên. Tuy là Hóa Thê Lương nói không được phép tìm Dương Bách Xuyên gây rắc rối nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên tự mình tìm đến cửa, vậy thì không thể trách Kình Thiên Môn của ông ta được. Huống chi Dương Bách Xuyên còn giết chết trưởng lão của Kình Thiên Môn, tấn công Sơn Môn, chuyện ghê tởm như thế cho dù Hóa Thê Lương có xuất hiện cũng nên nói tới đạo lý chứ. Dương Bách Xuyên không biết trong lòng Ninh Vô Tận đang suy nghĩ phức tạp thế nào, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, dù sao đánh đã đánh, giết đã giết. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với tính tình hẹp hòi của các tông môn ở Sơn Hải giới, sau này nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thay vì như thế, chỉ bằng tới một người thì giết một người để diệt trừ tai họa về sau, có thể chiếm được địa bàn của Kình Thiên Môn thì càng tốt. Hơn nữa, lúc này hắn thấy toàn thân Ninh Vô Tận nổi lên chiến ý, còn đang muốn kiểm tra vấn đề thực lực của mình. Nghe Ninh Vô Tận nói vậy, Dương Bách Xuyên cười ha ha, muốn giải thích sao? Được, ông đây giải thích cho ngươi biết, Kình Thiên Môn của ngươi có mối thù với lão tử đây, hôm nay thù mới hận cũ cùng tính chung một lần, còn nữa, lão tử coi trọng địa bàn của Kình Thiên Môn các ngươi nên muốn chiếm lấy, đơn giản vậy thôi, muốn đánh thì đánh chứ đừng nói lời vô nghĩa. Lần này Dương Bách Xuyên nói chuyện quả thực rất lưu manh, nói xong mấy câu đó còn trực tiếp giơ thanh kiếm đổ long lên nhắm về phía Ninh Vô Tận. Chém! Hắn đột nhiên nhảy lên. Sau đó chém về phía Ninh Vô Tận. Tiểu bối muốn chết sao? Ninh Vô Tận cũng bị mấy lời nói của Dương Bách Xuyên chọc giận. Ông ta từng gặp qua không ít người ngang ngược nhưng chưa từng thấy qua người nào ngang ngược như thế. Nhất thời giận dữ, chân khí trường kiếm trong tay xoay chuyển. Hàn khí mãnh liệt thổi qua, chém thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Ninh Vô Tận gầm lên, băng long xuất hải. Gầm. Vừa dứt lời, trường kiếm của Ninh Vô Tận mãnh liệt sáng lên ánh bạc. Một kiếm bổ xuống, một con băng long dài 6-7 trượng xuất hiện, gào thét một tiếng, cuộn mình bay về phía của Dương Bách Xuyên. Sau khi một kiếm của Dương Bách Xuyên chém ra, trên thân kiếm đồ long phát ra một đạo kiếm khí dài mấy trượng, bây giờ hắn có thể điều động 6 thành kiếm khí huyền hoàng, uy lực cũng khác trước. Mà trường kiếm của Ninh Vô Tận chính là Linh Bảo Tiên Thiên, một kiếm xuất ra hình thành thuộc tính băng long, mặc dù không phải rồng thật nhưng uy lực của nó cũng không nên xem thường. Hai người giao nhau trong phút chốc. Rầm rầm. Kiếm khí khổng lồ nổ tung, bầu trời rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn trên mặt đất, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của hai người Dương Bách Xuyên và Ninh Vô Tận đâu. Sau một kích này, thoạt nhìn thực lực của hai người họ ngang nhau. Thế nhưng Dương Bách Xuyên lại đứng giữa khói bụi mà cười vang ha ha. Ninh Vô Tận có cảnh giới tu vi tương đương với hắn, một kiếm này của hắn cũng không dùng hết sức. Chỉ là uy lực của kiếm khí huyền hoàng, nếu kết hợp thêm chân khí thì dư sức đối chiến với Ninh Vô Tận. Một kích này có thể thử ra thực lực hiện giờ của hắn mạnh hơn Ninh Vô Tận rất nhiều, với thực lực của bản thân hắn có đủ tự tin đánh một trận với tu sĩ xuất khiếu trung kỳ. Xuyên qua lớp khói bụi, Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy vẻ mặt âm trầm bất định của Ninh Vô Tận, đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nguyên thần xuất kích. Thực lực tu sĩ đã thử qua, kế tiếp chắc là nên thử sức mạnh nguyên thần quan trọng nhất, chỉ mong Ninh Vô Tận đừng làm cho hắn phải thất vọng, lúc này, sự tự tin của Dương Mỗ tăng lên gấp bội. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ, hay là để cho nguyên thần với Ninh Vô Tận liều mạng một trận,
thử xem thực lực nguyên thần của mình rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Thật ra đến bây giờ trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn chưa từng nghĩ tới ở cùng hoặc thấp hơn cảnh giới có người có nguyên thần mạnh hơn được hắn. Đây không phải sự kiêu ngạo mà là sự tự tin. Sự tự tin cỡ này đến từ việc hắn có thể khiến M thần và Dương thần đồng thời xuất khiếu cùng lúc vào ban ngày rồi hợp nhất thành một. Đây là một lợi thế mà không ai có được. Phàm là người có thể khiến cho hai thần M Dương cùng lúc xuất khiếu hợp thành một. Trừ khi là tu vi đạt tới cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn mới có thể đại được hai thần M Dương. Hắn có tự tin tuyệt đối khi đối đầu với Ninh Vô Tận. Sau khi hắn hô một tiếng cho nguyên thần xuất khiếu, sau lưng lập tức xuất hiện hư ảnh nguyên thần cao 9 trượng. Sau khi khói bụi nơi đây tan hết, Ninh Vô Tận kinh ngạc thốt lên, ngươi, sao ngươi có thể? Ông ta muốn nói làm sao Dương Bách Xuyên có thể đồng thời xuất khiếu hai thần M Dương. Thậm chí còn hợp hai thành một. Mẹ nó, thủ đoạn này chỉ có cường tài cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn mới có được. Tiểu tử này có tu vi ở cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi rồi? Trong lòng Ninh Vô Tận chấn động, trợn to hai mắt. Nhưng mà, giờ phút này Dương Bách Xuyên thật sự không cho ông ta thời gian, trong nháy mắt khi xuất khiếu nguyên thần, hắn lập tức tiến lên một bước, trực tiếp lao về phía Ninh Vô Tận. Nguyên thần cao 9 trượng thế mà lại giơ nắm tay lên, không hề do dự nện xuống Ninh Vô Tận, hơn nữa trong sức mạnh của nguyên thần còn chứa đựng lực chân khí. Nói về bản chất của nguyên thần, thực ra nó chính là một loại thần thông khi đã tu luyện đến cảnh giới nhất định, là thiên phú ở cảnh giới xuất khiếu, ngoại trừ có thể du ngoạn trên trời ra thì phần lớn còn sử dụng chịu tải chân khí để chiến đấu. Một kích hiện giờ của Dương Bách Xuyên, khí thế hung mãnh. Dù sao Ninh Vô Tận cũng là lão quái vật đã tu luyện mấy trăm năm, trong cơn khiếp sợ ông ta nhanh chóng hoàn hồn, thấy nguyên thần của Dương Bách Xuyên ra tay, ông ta vội vàng ra đòn phản kích. Dương thần xuất khiếu. Toàn thân Ninh Vô Tận lóe ra quang mang, tức khắc trên đỉnh đầu hiện ra một hư ảnh pho tượng, đó chính là Dương thần của ông ta. Hiện giờ cũng là thiên phú thần thông xuất khiếu nguyên thần. Nhưng Ninh Vô Tận chỉ có thể cho Dương thần xuất hiện còn M thần của ông ta không dám xuất khiếu vào ban ngày ban mặt. Khác với nguyên thần của Dương Bách Xuyên đó chính là bây giờ sau khi Ninh Vô Tận xuất khiếu nguyên thần xong, sau lưng hiện lên thân cao gần 3 trượng, cũng là trạng thái hư ảnh. Hai người cùng cảnh giới, mà nguyên thần của Dương Bách Xuyên xuất khiến cao tận 9 trượng, còn Ninh Vô Tận chỉ cao có 3 trượng. Đây là sự khác biệt về căn cơ thiên phú. Lúc Dương Bách Xuyên đạt được kim đan là căn cơ kim đan thập toàn thập mỹ. Trong con đường tu chân, cảnh giới kim đan là nền tảng, khi đạt được kim đan là lúc thần hồn tiến vào kim đan dựng dưỡng, cấp bậc kim đan càng cao, loại thần hồn dựng dưỡng bên trong sẽ càng mạnh. Khi đạt được Nguyên Anh cũng giống như vậy, bởi vì bản chất vô cùng mạnh mẽ, khi đến cảnh giới Nguyên Anh cũng là lúc thần hồn trưởng thành, chờ đến khi Nguyên Anh đại viên mãn, thần hồn thành hình rồi dung hợp với Nguyên Anh. Lúc này sẽ đột phá đến cảnh giới xuất khiếu, tất nhiên nguyên thần xuất khiếu sẽ vô cùng mạnh mẽ. Cho nên nói thực ra nguyên thần xuất khiếu được quyết định từ gốc rễ. Theo lý thuyết mà nói khi ở xuất khiếu sơ kỳ nguyên thần đều là hư ảnh 3 trượng, khi đến trung kỳ nguyên thần là hư ảnh 6 trượng, còn lúc đến hậu kỳ mới là hư ảnh 9 trượng, chờ đến cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn thì nguyên thần sẽ dần thành hình, nguyên thần đến đại viên mãn thì các khía cạnh của ngũ quan sẽ được hiện ra. Tương ứng với việc sẽ mạnh hơn nữa. Thời điểm Dương Bách Xuyên ở xuất khiếu sơ kỳ, nguyên thần xuất khiếu đã là hư ảnh 9 trượng, vậy tất cả đều được hưởng lợi từ căn cơ kim đan vô cùng hoàn mỹ của hắn, nói trắng ra là thiên phú hơn người. Cho nên từ lúc bắt đầu Dương Bách Xuyên đã là một trong số những tu sĩ đứng đầu trong số những người cùng cảnh giới. Điều này dọa cho Ninh Vô Tận sợ vỡ mật. Từ trước đến nay Ninh Vô Tận chưa từng gặp qua có nguyên thần cao đến 9 trượng khi còn đang ở cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Đây là đặc điểm mà tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ mới có được. Điều khiếp sợ hơn nữa là Dương Bách Xuyên trong mắt ông ta biến thành yêu nghiệt. Đồng thời xuất khiếu cả hai thần âm dương, hơn nữa còn hợp hai làm một. Mẹ nó, chuyện này vô cùng quái lạ rồi. Mỗi một tu sĩ xuất khiếu đều biết muốn khiến cho hai thần âm dương đồng thời xuất khiếu với hợp hai làm một, mẹ nó đó chỉ là thủ đoạn mà cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn mới có được. Dương Bách Xuyên rõ ràng chỉ là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, tại sao xuất khiếu ra nguyên thần cao đến 9 trượng?
tại sao có thể làm cho hai thần M Dương đồng thời xuất khiếu? Lại còn hợp hai thần M Dương lại làm một. Hắn, là, cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn ư. Nhưng mà không thể nào. Khí tức của Dương Bách Xuyên trong mắt Ninh Vô Tận rõ ràng chỉ có tu vi là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, điều này ông ta thấy rất rõ, hơn nữa hư ảnh nguyên thần của hắn vẫn là hư ảnh, nếu thật sự là đạt đến tu vi cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, vậy thì lúc này hư ảnh nguyên thần đã không phải ở trạng thái mơ hồ, mà ngũ quan các thứ đã có thể thấy được rõ ràng mới đúng. Giờ phút này thế giới quan tu chân của toàn thân Ninh Vô Tận đều muốn hỏng mất. Ông ta không nghĩ ra tình huống của Dương Bách Xuyên này là như thế nào, quái vật gì đây? Nghĩ không ra thì nghĩ không ra, nhưng có một điều ông ta biết rất rõ, đó chính đối mặt với tiểu tử này quá tà môn này, trong lòng ông ta chỉ nảy lên suy nghĩ muốn chạy trốn. Không trốn cũng không được, đối mặt với hư ảnh nguyên thần cao chín trượng của Dương Bách Xuyên, Ninh Vô Tận biết có 10 ông ta cộng lại cũng không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên. Sau khi ông ta xuất khiếu dương thần còn rất kiên quyết dứt khoát phun một ngụm máu lên dương thần để tăng cường uy lực của dương thần, nếu không ông ta nghĩ có khi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thật sự quá sốc. Mẹ nó, nguyên thần chín trượng, M Dương hợp nhất, đồng thời công kích, đây là tiết tấu muốn cái mạng già này. Dương Bách Xuyên còn không biết các hiện tượng xuất khiếu nguyên thần của mình đã dọa cho bên trong Ninh Vô Tận muốn xỉu. Trên thực tế quả thực hắn cũng không hiểu lắm về trạng thái nguyên thần hiện tại của mình, tuy trong đầu có các loại tu luyện sư phụ ghi lại, nhưng đó là ghi chép tu luyện thông thường. Mà chuyện tu luyện của hắn hiển nhiên đã phát sinh thay đổi rất lớn, hơn nữa bản thân hắn trên con đường tu chân cũng biến hóa muôn vàn, thứ gọi là đại đạo vô thường chính là như thế, thay đổi con đường tu luyện liên tục. Đã không còn sự tồn tại của sư phụ Vân Thiên Tà. Hơn nữa thành tựu cảnh giới xuất khiếu của hắn ở trái đất đã một bước lên trời, từ nguyên anh sơ kỳ bước vào cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, trong tu luyện phát sinh thay đổi hắn cũng không biết rõ nó có nghĩa là gì, có thể nói từ khi phong ấn nguyên anh trở lại trái đất, sau khi sư phụ Vân Thiên Tà hoàn toàn ngủ say, con đường tu luyện của hắn trở thành tự mình sờ đá qua sông mà đi. Hắn không biết dấu hiệu nguyên thần chín trượng với hai thần M Dương đồng thời xuất khiếu tượng trưng cho cái gì. Không biết mình đã dọa cho Ninh Vô Tận đường đường là người đứng đầu kình thiên môn sợ vỡ mật. Giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên chỉ có suy nghĩ muốn đại chiến một trận với Ninh Vô Tận. Sau khi nhìn thấy Ninh Vô Tận xuất khiếu Dương Thần, Dương Bách Xuyên cũng giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy Dương Thần của Ninh Vô Tận thế mà chỉ có 3 trượng, so với Nguyên Thần 9 trượng của mình thì Nguyên Thần 3 trượng của Ninh Vô Tận đứng trước mặt Nguyên Thần 9 trượng của mình chênh lệch như người lớn và trẻ con. Dương Bách Xuyên lập tức cất tiếng cười to. Chỉ nghe Ninh Vô Tận giống lớn, xuất khiếu thần du, dẫn chí dương lực. Ninh Vô Tận vừa dứt lời, trường kiếm trong tay ông ta cũng chém ra lần nữa. Trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ thấy toàn thân dương thần của ông ta bộc phát ánh sáng cực nóng, lại cảm giác được trên 9 tầng trời có thái dương chi lực, dương thần của Ninh Vô Tận hấp thu cuồn cuộn không dứt, ngay sau đó hòa thành một luồng sáng đỏ đậm lao về phía nguyên thần sau lưng hắn. Hơn nữa ở cùng lúc đó, kiếm trong tay Ninh Vô Tận cũng chém xuống như dùng hết toàn lực, kiếm khí lạnh băng nhanh như chớp đánh úp về phía cơ thể bản tôn của hắn. Dù khí thế mạnh mẽ nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm giác được mặc cho dương thần của Ninh Vô Tận có hóa thành luồng sáng để tấn công, hay là uy lực từ nhát kiếm của ông ta thì chẳng qua chỉ được thế, cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Hắn nhếch mép, dưới trạng thái nguyên thần hợp nhất, trong lòng vừa động, nguyên thần vung lên nắm đấm. Lập tức bộc phát ra ngọn lửa xanh, tăng cao sức mạnh to lớn, trong lòng nghĩ muốn dùng một đấm đánh nát dương thần xuất khiếu của Ninh Vô Tận. Còn đối với nhát kiếm lạnh băng của Ninh Vô Tận, trong lòng Dương Bách Xuyên điều ra bộ giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn mặc lên người, trở tay đón nhận nhát kiếm đó. Ầm a! Ngay lập tức, nguyên thần của Dương Bách Xuyên đấm vào luồng sáng dương thần xuất khiếu của Ninh Vô Tận theo hướng ngược lại, ở giữa nổ vang, trong nháy mắt một đấm đập tan công kích từ dương thần của Ninh Vô Tận. Khiến cho Ninh Vô Tận phát ra một tiếng hét thảm, dù sao cũng là thần hồn phản phệ, không bị thương mới là lạ. Dương Bách Xuyên không dám khinh thường một nhát linh bảo tiên thiên của Ninh Vô Tận, sau khi ra chạm với một nhát của kiếm đồ long, có lực ảnh hưởng dội lại, cũng may hắn đã chuẩn bị giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn để ngăn cản hàn khí. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Ninh Vô Tận không hề do dự xoay người chạy trốn. Cảnh tượng này khiến cho Dương Bách Xuyên thầm khinh bỉ. Đường đường là người đứng đầu một môn phái mà lại kinh sợ chạy trốn.
Đối với chuyện này hắn híp mắt lại, trong lòng vừa động nói, nguyên thần xuất kích, đi. Ninh Vô Tận xoay người bỏ chạy rất nhanh, Dương Bách Xuyên quan sát thấy nếu hắn đuổi theo thì chắc chắn không đuổi kịp, bởi vì 3 mét đằng sau lưng Ninh Vô Tận là trận pháp hộ sơn của Kình Thiên Môn, lúc đuổi theo thì ông ta đã trốn vào trận pháp hộ sơn từ lâu rồi. Nhưng mà tốc độ của nguyên thần chỉ là vấn đề suy nghĩ, sau khi ra lệnh nguyên thần vèo một cái hóa thành luồng sáng đuổi theo Ninh Vô Tận. Cách làm như vậy chẳng khác nào nguyên thần rời khỏi cơ thể, vô cùng mạo hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên tính giữ lại Ninh Vô Tận, đáng giá để hắn mạo hiểm, với lại chỉ là vấn đề trong suy nghĩ, nếu kế hoạch không thành thì thu hồi nguyên thần là được. Vừa nói đi, giây tiếp theo Ninh Vô Tận đã chạy trốn đến sát mây mù bỗng toàn thân chấn động, cơ thể run rẩy, lại bị nguyên thần của Dương Bách Xuyên quấn lấy. Nguyên thần biến hóa vô biên, có thể hữu hình cũng có thể vô hình. Có thể lang thang trên không cũng có thể xuyên qua tường vào đá. Đương nhiên cũng có thể xâm nhập vào cơ thể tu sĩ, tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho đối phương. Đương nhiên đầu tiên phải khuất phục được nguyên thần của đối phương, nếu không gặp phải phản kích sẽ bị đối phương thôn phệ. Đương nhiên Dương Bách Xuyên dám xâm nhập vào nguyên thần của Ninh Vô Tận cũng đã chắc chắn 10 phần hắn mà làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.